Nguyễn Thị Vân Anh, năm nay 35 tuổi và là nhà phân phối là nhà tư vấn viên của công ty Siberian Wellness. Ngày hôm nay chúng tôi tổ chức một cái buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh này nhằm muốn giới thiệu đến tất cả các bạn bè một cái mô hình, mà cái mô hình kinh doanh này thì nó dành cho những người mà gọi là những người doanh nhân. Chúng ta có 4 sự lựa chọn. Nếu mà ai mà đã xem cái kim tứ đồ thì chúng ta sẽ biết, đúng không ạ? Mình có thể là người làm công, mình có thể là người làm tư, mình có thể là người làm chủ, mình có thể là nhà đầu tư. Thế thì ở đây á, là mô hình kinh doanh. Và với cái mô hình kinh doanh này mà tại sao mà rất là nhiều anh chị em trong chúng tôi đã chọn là bởi vì thế này. Mình cũng đi mày mò để xem rằng là có cái cơ hội nào mà mình có thể kinh doanh hiệu quả không. Và khi mà mình trên cái con đường hành trình mình tìm kiếm thì mình mới thấy rằng là có một số mô hình, nhưng mà một số mô hình đại lý thì vẫn phải ôm hàng và vẫn phải đóng gói hàng và vẫn phải tồn kho, vẫn phải vận chuyển hàng, thì mình không thoát được cái gọi là cái quá trình mà chăm sóc và những cái về gọi là tổ chức vận hành. Có một mô hình nữa là bảo hiểm, thì bảo hiểm là một mô hình rất tốt, có điều là nó khó nhân bản lên, tức là khó nhân bản với cái kết quả của mình lên và chưa tạo ra được thu nhập thụ động. Thế thì tất cả những người nào ấy mà muốn tạo ra những cái dòng tiền thụ động ấy, thì chắc chắn là cái cơ hội mà đội nhóm chia sẻ ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bạn một trong những cái bức tranh mà để cho mình có thể sử dụng những cái thông tin đó, đưa ra một cái sự lựa chọn hợp lý nhất cho mình. Thì ngày hôm nay cái phần chia sẻ thì sẽ gồm hai phần ạ. Phần đầu tiên là về giới thiệu nguồn gốc của công ty, nguồn gốc về sản phẩm. Tại vì khi mà chúng ta có tìm hiểu về một mô hình kinh doanh nào đó, chúng ta cũng cần phải biết là gốc rễ của sản phẩm là như thế nào, của công ty như thế nào. Và phần số 2 là phần cái chế độ trả thưởng hoa hồng như thế nào. Thế thì hôm nay thì đến với phần trình bày này thì Anna xin được giới thiệu là sẽ do là Anna và bạn Hiếu Dung ạ trình bày. Và bây giờ thì Anna xin mời lên đây là bạn Hiếu Dung. Hiếu Dung làm đang ở vị trí là tư vấn viên trưởng của tập đoàn sức khỏe Siberian Wellness, và Hiếu Dung cũng là một trong những người bạn mà thân của Anna. Hiếu Dung rất là yêu cái ngành nghề này, và bạn cũng đã tìm kiếm rất là lâu năm rồi mới có thể tìm kiếm ra được một cơ hội mà có những cái chính sách hoạt động thuận lợi giống như là Siberian Wellness. Và bây giờ thì xin mời Hiếu Dung ạ lên chia sẻ cùng với tất cả các anh chị em đã có mặt ở trên Zoom. Và trước khi Hiếu Dung xuất hiện thì hãy dành cho tất cả chúng ta một tràng pháo tay, vì chúng ta đã có mặt trong một buổi tối rất là phải sắp xếp rất là nhiều công việc và thời gian. Dạ vâng ạ, xin mời Hiếu Dung ạ. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi chia sẻ cơ hội kinh doanh của tập đoàn Sức khỏe Siberia. Và trước khi bắt đầu thì Hiếu Dung xin được giới thiệu về bản thân mình một chút. Thì Hiếu Dung 35 tuổi, hiện mới chỉ có một chồng và 2 con. Gia đình mình thì có một cái doanh nghiệp về vận tải. Tuy nhiên thì mình rất là yêu rất là đam mê trong cái việc kinh doanh, và mình rất là thích cái ngành kinh doanh network về marketing. Thì trước đây mình có tham gia, cách đây 5 năm thì mình có tham gia một cái công ty network marketing. Tuy nhiên là tham gia vào cái công ty đấy thì cái mô hình đấy thì sản phẩm nó cũng rất là tốt. Tuy nhiên là cái chính sách năng động thì nó quá là khắt khe, và sản phẩm thì giá cao. Bên cạnh đó thì người ta còn kinh doanh trên cái sự kiện. Thế nên là khi mà một người mà tham gia vào cái công việc kinh doanh đấy thì người ta cũng phải tốn một cái khoản chi phí khá là lớn. Bởi vậy cho nên là mình làm sau khi mà mình làm một thời gian thì mình thấy rằng là mình chỉ giúp được bản thân mình mà mình lại không giúp được cái tuyến dưới của mình. Và tôi là một cái người mà thích trao giá trị và thích giúp đỡ người khác. Khi mà tôi không giúp được cái đội nhóm tuyến dưới của tôi thì tôi thực sự cảm thấy rất là khó chịu. Thế nên là tôi quyết định dừng lại. Và khi mà tôi dừng lại thì nguyên cái hệ thống của tôi cũng dừng lại. Và suốt cái thời gian đấy thì tôi luôn trăn trở và tìm kiếm. Tôi mong muốn rằng là tôi tìm thấy một cái thứ gì đấy mà tôi làm được và bất kỳ ai cũng có thể làm được. Và tôi phát cái tín hiệu đấy ra vũ trụ. Thì may mắn là cách đây mấy tháng thì tôi được biết đến cơ hội Siberia qua bạn Anna. Và tôi thì rất là ngưỡng mộ và biết được rằng là bạn Anna, bạn là một người rất là thông minh và rất là giỏi giang. Thì tôi tin vào cái sự lựa chọn của bạn, cho nên là tôi quyết định và tôi đồng hành cùng với Siberia. Khi mà đến với Siberia thì tiếp nhận cái cơ hội Siberia thì tôi thấy rằng là tôi nhìn thấy được đội nhóm của tôi ở đây. Tôi nhìn thấy cái cái cơ hội CVC là những cái người mà đã thi theo tôi trước đây họ có thể phát triển công việc kinh doanh ở đây. Thế là tôi quyết định và tôi đồng hành. Và ở Siberia thì tôi nhìn thấy là những cái người bình thường họ vẫn có thể thành công. Như là tôi thấy một cái bức tranh rất là lớn là những cái người mà nào là doanh nhân, nào là bác sĩ, rồi có những cái người bán cá, những người học lớp 3, những người học lớp 8. Họ đều tham gia vào đây và họ có thể thành công. Thì tôi thấy rằng là cái mô hình kinh doanh này có thể nhân bản được. Cho nên là tôi quyết định và tôi đồng hành. Và trong cuộc sống của chúng ta thì mỗi người sẽ có những cái mục đích và cái mục tiêu khác nhau. Có người thì thích phát triển bản thân, có người thì thích giúp đỡ người khác, có người thì thích trao giá trị, có người thì thích tiền và thích nhà, thích xe. Vậy thì trên để đạt được những cái mục tiêu và cái mục đích đấy thì chúng ta sẽ đi trên những cái con đường khác nhau. Và trên những cái con đường đấy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phương tiện. Có những phương tiện thì đi nhanh, có những phương tiện thì nó đi hơi chậm, và có những cái phương tiện là nó đi nhanh và có những phương tiện thì đi rất nhanh. Và chúng ta chỉ cần là tìm kiếm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm một cái phương tiện mà giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu cuộc đời của mình nó một cách nhanh chóng. Và hiện nay thì cái xu hướng kinh doanh mà không sở hữu là một cái xu hướng phát triển rất là mạnh mẽ. Có những cái mô hình kinh doanh rất là thông minh. Thì ở cái mô hình kinh doanh thứ nhất đó là cái dịch vụ điện toán đám mây, thì cho phép người dùng lưu trữ dữ liệu cá nhân và truy cập mọi nơi từ chỉ cần có cái thiết bị internet. Ví dụ như là cái phần mềm Zoom mà chúng ta đang sử dụng đây, thì đây là một cái dịch vụ mà người ta có thể kiếm được thu nhập từ đây rất là lớn. Và cái mô hình kinh doanh thứ hai đó là như là Grab ấy, thì đây là một cái mô hình kinh doanh về vận tải. Tuy nhiên là người ta không sở hữu bất kỳ một cái xe nào hết. Tương tự như vậy thì Airbnb là một cái mô hình kinh doanh lưu trú, cho thuê nhà, cho thuê khách sạn. Tuy nhiên là người ta không sở hữu bất kỳ một cái bất động sản nào. Và ở những cái mô hình kinh doanh này thì người ta phải thực sự giỏi công nghệ này, rồi thật sự giỏi những cái vấn đề khác thì người ta mới có thể làm được cái công việc kinh doanh này. Và một cái mô hình kinh doanh thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với mọi người đó là Network Marketing. Thì ở Network Marketing thì chúng ta chỉ cần lựa chọn một cái đối tác là những cái tập đoàn đa quốc gia ở trên toàn thế giới để chúng ta có thể hợp tác. Thì ở đây thì chúng ta sẽ không cần phải nghiên cứu sản phẩm, không cần phải sản xuất, không cần phải chuẩn bị kho bãi hay là thuê nhân viên hay là làm những cái công việc như là bán hàng rồi là thuế má này nọ, rồi nhân viên. Thì đây là một cái mô hình kinh doanh rất là thông minh, và chúng ta chỉ cần lựa chọn một cái đối tác, và tiêu chí để lựa chọn một cái đối tác mà để chúng ta làm trong cái ngành này ấy, là thứ nhất là sản phẩm nó phải tốt, và thứ hai là công ty nó phải có uy tín và có tầm ảnh hưởng trên thế giới, và thứ ba nữa là có mô hình đào tạo chuẩn. Vậy thì lựa chọn một cái công ty như vậy thì chúng ta chỉ cần hợp tác với họ thôi, thì chúng ta giống như kiểu là chúng ta đứng trên vai người khổng lồ. Thì ở đây thì ví dụ như là làm như vậy thì chúng ta sẽ, người khổng lồ đi một bước thì chúng ta sẽ đi được 1000 bước, đúng không ạ? Và chúng ta cũng biết là hiện nay thì cái dòng tiền nó đổ vào cái ngành trẻ khỏe đẹp là rất là lớn luôn. Vậy thì chúng ta lựa chọn một cái sản phẩm mà thiên về ngành trẻ khỏe đẹp thì chắc chắn là chúng ta sẽ phát triển rất là tốt. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về tập đoàn Sức khỏe Siberia. Và để trước khi bắt đầu thì chúng ta cùng xem một cái đoạn phim giới thiệu về vùng nguyên liệu. Tôi có tiếng Anna rồi. Như là chưa có tiếng ấy. Mọi người có nghe thấy không? Na ơi, mở tiếng không có tiếng. Là nơi tập trung 30% trữ lượng nước ngọt của Siberia. Có thể mỗi chúng ta đều đã từng được nghe về từ này. Ở bất kỳ quốc gia nào, có thể mọi người đều biết về từ này. Nhưng bạn còn biết điều gì nữa về vùng đất này không? Ngoại trừ sự xa xôi và ở đó khí hậu cực kỳ giá lạnh. Chúng ta hãy cùng bắt đầu khám phá Siberia. Đó là một vùng lãnh thổ rộng lớn. Siberia rộng lớn hơn cả châu Âu, Trung Quốc, Mỹ, Úc hoặc Nam Mỹ. Ở nơi đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng rừng Taiga, khu rừng lớn nhất trên hành tinh. Được chạm tay vào mặt nước hồ Baikal, hồ sâu nhất trên thế giới. Và bạn sẽ tìm thấy 4 trong số 10 con sông lớn nhất trên thế giới. Đó là sông Enisei, sông Ob, sông Lena và sông Amur. Chính nơi đây, tại Siberia, là nơi tập trung 30% trữ lượng nước ngọt của hành tinh chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy cùng di chuyển lên thượng nguồn sông Lena, một trong những con sông vĩ đại của Siberia, và có mặt tại Yakutia. Không gian bao la này làm sửng sốt biết bao du khách bằng vẻ đẹp lạnh giá và sơ khai của mình. Không đơn giản để có thể đặt chân đến đây. Nhưng chính tại đây, chúng ta mới có cơ hội chứng kiến một Siberia thực sự hoang dã. Có mặt tại điểm lạnh nhất của Bắc bán cầu, tại Oymyakon, nơi đây nhiệt độ mùa đông lạnh đến âm 70 độ C. Đá sông Lena. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên trong danh sách di sản thế giới của UNESCO, với dải vách đá thẳng đứng dài hơn 40 km. Chúng trải dài theo hữu ngạn của sông Lena. Hoặc sải bước trên sa mạc giữa rừng Taiga Yakutia. Đó là những cồn cát thiên nhiên độc đáo có tên gọi Tukulan. Bãi cát trải dài hàng chục km trên các đỉnh núi. Từ đâu mà cát lại xuất hiện ở đây? Tại Siberia, không có câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Phần lớn thời gian trong năm ở đây rất lạnh và bị tuyết bao phủ. Vào mùa đông, cột nhiệt kế có thể dễ dàng đạt mốc âm 50 độ C, còn lớp tuyết thì dày hàng mét. Tuy vậy, vào tháng 7, chúng ta vẫn có thể tìm thấy tuyết. Khí hậu khắc nghiệt ở những vùng đất này đã giúp gìn giữ vẻ đẹp nguyên thủy của thiên nhiên hoang dã và bảo vệ chúng không bị các ngành công nghiệp xâm chiếm. Và có mặt nơi đây, chúng ta sẽ được chứng kiến những điều thực sự kỳ diệu. Mùa hè ở Siberia rất ngắn, chỉ 3 tháng. Đây là thời gian để cho thiên nhiên hồi sinh. Hàng nghìn loài thảo mộc khác nhau đang cố gắng để kịp đâm chồi ra hoa và để lại hạt của mình. Nếu như mùa đông mang đến cho chúng ta phong cảnh tuyết trắng bao la, thì mùa hè, mặt đất lại được che phủ bởi vô số các loài hoa của thảo mộc Siberia. Nhưng mùa hè ngắn ngủi ở Siberia cũng là một thử nghiệm khắc nghiệt. Trong điều kiện khí hậu lục địa thay đổi đột ngột của Siberia, nhiệt độ mùa hè cũng có thể dễ dàng đạt tới dương 40 độ C. Bạn hãy thử hình dung xem, tồn tại trong khí hậu khắc nghiệt và ở điều kiện chênh lệch nhiệt độ thường xuyên. Mùa đông âm 60 độ, mùa hè dương 40 độ. Bạn có thể tồn tại được không? Nhưng thảo mộc thì có thể. Thảo mộc Siberia, đó là nguồn tài nguyên chủ yếu của Siberia. Vâng, và có lẽ là của toàn hành tinh. Trên thế giới, ngày càng ít đi những địa danh nơi có thể bắt gặp số lượng khổng lồ các loài thảo dược mọc hoang dã như ở đây. Ngoài những vách núi đá sông Lena, ở ở Siberia dưới sự bảo vệ của UNESCO, còn có 6 công trình của thiên nhiên sơ khai có giá trị quốc tế. Núi lửa Kamchatka, đảo Vlangen, cao nguyên Kutorana, hồ Baikal huyền thoại. Đó là những thảo nguyên và hồ thuộc thung lũng Upsulu và những ngọn núi vàng Altai. Và chúng ta vừa được xem một cái vùng nguyên liệu rất là rộng lớn của Siberia với những cái thảo mộc rất là hoang dã, rất là rộng lớn, đúng không ạ? Và đây là biểu tượng của Siberia và cái câu slogan. Tôi rất là thích câu slogan của công ty Siberia: thực sự Siberia, thực sự sáng tạo, thực sự vì con người. Tại sao lại thực sự Siberia? Chúng ta thấy Siberia là một cái vùng đất rất là rộng lớn, đúng không ạ? Lãnh thổ Siberia rộng lớn hơn cả Trung Quốc này, lớn hơn cả Mỹ này, và khí hậu ở đây thì vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông thì kéo dài đến 9 tháng và âm đến 60 độ C, và mùa hè thì chỉ có 3 tháng thôi mà dương đến 40 độ C. Một cái khí hậu rất là khắc nghiệt, và thảo mộc ở đây thì vẫn có thể tồn tại trong cái môi trường khắc nghiệt như vậy. Và Siberia có cái trữ lượng nước ngọt là chiếm 30% trữ lượng nước ngọt trên toàn hành tinh. Chúng ta thấy thực sự Siberia là đối với những cái tập đoàn đa quốc gia khác ấy, khi mà họ sản xuất ra sản phẩm thì họ phải nhập nguyên liệu từ những cái vùng khác, những cái đất nước khác. Tuy nhiên thì Siberia là sản phẩm là thảo mộc từ cái vùng đất đấy luôn, người ta làm chủ được cái vùng nguyên liệu. Và thứ hai đó là thực sự sáng tạo. Ở Siberia có người ta làm chủ được vùng nguyên liệu và làm chủ được cái trung tâm khoa học và những cái sản phẩm mà luôn luôn có cái sự cải tiến và có rất là nhiều bằng sáng chế. Và ở đây thì có tới 100 nhà khoa học đang làm việc cho tập đoàn sức khỏe Siberia. Và thứ ba đó là vì con người. Sản phẩm của Siberia nó rất là thiên nhiên, rất là gần gũi với con người, và có cái giá thành rất là phù hợp. Tôi cảm thấy rằng là đối với Siberia thì những cái người bán rau ở ngoài chợ họ cũng có thể sử dụng được cái sản phẩm tốt như thế này để bảo vệ sức khỏe cho mình. Và Siberia thì đã có mặt trên 24 năm trên thị trường và đã có 250 dòng sản phẩm và đã có mặt trên 26 quốc gia. Năm 2009 thì Siberia có mặt tại Đức và năm 2010 thì Siberia có mặt tại Mỹ. Đây là hai thị trường cực kỳ khó tính. Đối với thực phẩm chức năng thì để vào được những cái thị trường này thì phải qua những cái sự kiểm duyệt rất là khắt khe. Tuy nhiên thì sản phẩm của mình đã chinh phục được hai cái thị trường cực kỳ khó tính này. Và năm 2013 thì Siberia có mặt tại Việt Nam. Và đối với cái thị trường châu Á thì Siberia là có mặt tại Việt Nam đầu tiên. So với những cái tập đoàn đa quốc gia khác ấy, thì người ta sẽ khi mà mở thị trường châu Á thì người ta sẽ cày nát các thị trường lớn xong rồi người ta mới vào Việt Nam. Tuy nhiên thì đối với Siberia thì được vào Việt Nam trước, cho nên là đây là một cái cơ hội rất là lớn của chúng ta. Khi mà chúng ta khai thác hết cái thị trường Việt Nam thì cái cơ hội để chúng ta phát triển ra những cái thị trường các nước lân cận là rất là lớn, cái cơ hội kinh doanh thực sự rất là lớn. Và Siberia có hai văn phòng đại diện là ở Hà Nội và một cái văn phòng là ở Hồ Chí Minh. Đây là ông bà chủ tịch tập đoàn. Bà chủ tịch tập đoàn, bà là một người rất là yêu network marketing từ lúc còn rất là nhỏ. Năm 16 tuổi thì bà viết lên cánh cửa của nhà mình rằng là tôi sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và năm 20 tuổi thì bà bắt đầu làm network marketing và sau này thì bà đã là người sáng lập ra tập đoàn Siberia. Và bên cạnh bà là ông chồng của bà. Ông chồng của bà thì được sinh ra trong một cái gia đình toàn là nhà khoa học, và đây là một cái cặp đôi mà có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế mới của Nga. Đến với Siberia thì chúng ta sẽ đến với một cái thế giới sản phẩm rất là độc đáo, và ở Siberia thì có 3 dòng sản phẩm chính. Thứ nhất đó là dinh dưỡng thể thao. Siberia được lựa chọn là cái đối tác tài trợ cho những cái thế vận hội của Nga. Đây là những cái sản phẩm mà những cái người như là vận động viên, rồi diễn viên, rồi những cái người mẫu, người ta lựa chọn cái sản phẩm này để giữ cái vóc dáng của mình và bảo vệ sức khỏe. Thì đây là những cái sản phẩm mà có thể thay thế được bữa ăn và giúp tăng cơ giảm mỡ cực kỳ hiệu quả. Đây là những cái dòng sản phẩm dành cho thể thao, những cái vận động viên tập luyện thể thao. Và cái dòng thứ hai đó là dòng chăm sóc da. Thì đây là Siberia có chăm sóc da bên trong cho da mặt và cho toàn cơ thể. Thì có những cái loại dầu bôi cho cơ thể của mình nữa. Thì tôi rất là thích cái bộ kem kim cương này này, bộ kem dưỡng da này này. Da tôi thì rất là khó tính, khó chịu. Từ xưa giờ sử dụng ngày xưa thì bị mụn rất là nhiều, mụn toàn là mụn bọc thôi. Tuy nhiên và bất kể sử dụng bất kể một cái sản phẩm nào ở trên thị trường ấy, thì khi mà sử dụng sản phẩm cái là bị kiểu gì cũng bị dị ứng, bị kích ứng. Tuy nhiên thì CBD là những cái sản phẩm mà nó rất là lành tính, nó là thảo mộc thiên nhiên, cho nên là khi mà tôi sử dụng thì nó không có bị kích ứng. Lần đầu tiên tôi sử dụng tôi không hề bị kích ứng gì hết, và nó có cái mùi rất là dễ chịu. Đây là những cái sản phẩm mà chăm sóc cơ thể này, và đây là những cái serum và có giá rất là rẻ. Đây là có dòng sản phẩm chăm sóc cho da cho nam này, có dầu gội đầu, sữa tắm cho nam, xong rồi có cả những cái gel để cạo râu á. Còn đây là những cái sản phẩm dành cho tuổi teen. Và cái dòng chính của CBD đó là dòng chăm sóc bên trong. Thì khi mà chúng ta nghe về cái thực phẩm chức năng thì chúng ta sẽ thường nghe đến cái cụm từ là nâng cao cái chỉ số chống oxy hóa. Vậy thì oxy hóa là gì? Oxy hóa là cái quá trình mà chúng ta hình dung như là khi mà chúng ta cắt quả táo ra để một lúc thì nó bị thâm đen, hoặc là cái đinh hoặc là cái tường rào sắt mà chúng ta để ở ngoài trời mưa bị mưa ướt đó, nó bị rỉ sét, thì đấy là cái quá trình oxy hóa. Cái cơ thể người của chúng ta cũng như vậy, hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm này, môi trường làm việc trong cái môi trường căng thẳng stress này, rồi ăn uống những cái thực phẩm bẩn, rồi những cái hóa chất độc hại, nó làm cho nó sinh ra những cái gốc tự do tấn công vào cơ thể và làm cho cơ thể của chúng ta bị già đi, tế bào của chúng ta bị già đi, bị lão hóa, thì đấy là cái quá trình oxy hóa. Thì những cái sản phẩm của CBD nó có thể giúp cho chúng ta đào thải được những cái độc tố, bảo vệ tế bào, nó sẽ giúp đào thải những cái gì dư thừa trong cơ thể và nó sẽ bổ sung những cái mà cơ thể mình bị thiếu. Thì đây là cái bộ sản phẩm để chăm sóc cái giải pháp để phòng ngừa đột quỵ và ung thư. Đây là những cái sản phẩm đào thải độc tố cực kỳ hiệu quả. Đây là Formula 4, đây là một cái sản phẩm giống như là một cái sản phẩm chủ lực của công ty. Nó có tận 3 cái bằng sáng chế, và sản phẩm này được ông cố tiến sĩ, ông ấy phát minh ra cái sản phẩm này khi mà ở bên Ukraine có cái vụ nổ nhà máy điện hạt nhân. Thì cái sản phẩm này được phát minh ra để nhằm giúp cho những cái người dân ở đấy người ta có thể đào thải được độc tố ở trong cơ thể của mình. Và cái sản phẩm Formula 4 này này, ví dụ như là những cái người đàn ông mà hay nhậu nhẹt ấy, thì có thể sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt, rất là hiệu quả luôn. Ví dụ như là trước khi đối với ông xã mình, trước khi đi nhậu là mình cho uống 5 viên, sau khi mà đi nhậu về xong á, thì mình cho thêm 5 viên nữa, vậy là ngày mai đi làm không có mệt. Nó sẽ có cái tác dụng là bẻ gãy cái độc tố ở trong rượu bia. Và đây là sản phẩm dành cho nam giới. Thì đối với đàn ông thì người ta sẽ luôn luôn mong muốn rằng là mình là phải là một người có chỗ đứng và phải cứng cái chỗ đấy. Cho nên là đây là một cái bộ sản phẩm mà giúp cho đàn ông tăng cường được sinh lực và bảo vệ được sức khỏe của đàn ông rất là tốt. Đàn ông thì đến cái tuổi trung niên là người ta hay bị thiếu kẽm, cho nên là cần bổ sung kẽm và thêm cái sản phẩm men bóc này này để tăng cường cái sinh lực và giúp cho đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh rất là nhiều. Đây là bộ sản phẩm chăm sóc da và trị nám cho phụ nữ. Thì có các sản phẩm cho tóc và móng này, rồi là những cái sản phẩm này thì sẽ giúp cho phụ nữ trẻ hóa da, làn da của mình. Phụ nữ khi mà sinh đẻ xong thì thường thường bị thiếu sắt và canxi, Và đây là những cái sản phẩm mà nó cải thiện được rất là nhiều vấn đề như là sạm nám ở trên da này, hay là phụ nữ có những cái vấn đề như là yếu sinh lý này, hoặc là bị viêm nhiễm thì nó đều có thể cải thiện rất là tốt. Và đây là những cái dòng sản phẩm mà dành cho từng cái bộ phận riêng biệt, ví dụ như là Vision Box này là dành cho mắt, Pulse Box này là dành cho tim mạch, IQ Box này là dành cho não, Step Box là dành cho xương khớp, và Mama Box là dành cho bà mẹ bầu hoặc là bà mẹ sau khi sinh. Sản phẩm nó, những cái dòng sản phẩm này là những cái dòng sản phẩm cao cấp, nó rất là tiện lợi ở trong người ta thiết kế từng cái gói nhỏ dành cho những cái người mà bận rộn, họ cảm thấy khi mà phải đem một cái chai lọ thì nó nặng ấy, thì đây là những cái gói ở trong hộp và mình rất là tiện lợi, chỉ cần bỏ một túi vào trong túi là mình có thể sử dụng. Và những cái sản phẩm này giúp cho cơ thể mình phục hồi năng lượng rất là nhanh. Ví dụ như là lúc mà mình được sử dụng cái sản phẩm này đầu tiên này, là lúc đấy mình bị chóng mặt, thì mình hay bị chóng mặt và bị giống như kiểu bị rối loạn tiền đình với bị tụt canxi, thì bác sĩ nói là mình bị tụt canxi. Tuy nhiên là mỗi lần mà mình bị như thế thì mình sẽ phải nằm ở nhà cả tuần. Tuy nhiên là khi mà mình được hôm đấy mình đi ra ngoài xong mình gặp Anna thì Anna cho mình một gói này thì mình uống, thì cái hôm đấy là cơ thể của mình không có bị sao và mình vẫn đi về nhà được bình thường và không có bị nằm cả tuần như trước đây. Còn có cái chai Coen này, cái chai nhỏ nhỏ ở chỗ đá này, cái chai này là một cái chai mà có thể tăng năng lượng cho mình rất là nhanh. Ví dụ như là mình đi leo núi hoặc là mình đi du lịch, mình nên có một cái chai này để khi mà mình bị mệt thì mình có thể lấy có cái ống mà mình nhỏ vào trong miệng khoảng 3-4 ống thì mình sẽ phục hồi được cái năng lượng của mình trong vòng tận 1 tiếng đồng hồ. Này thì mẹ của Hiếu Dung là bị tai biến cho nên là lúc nào cũng phải có cái chai này ở trong nhà. Và đây là cái dòng sản phẩm mà thiết kế cho ban đêm và ban ngày. Sản phẩm của mình là sản phẩm thanh lọc năng lượng cân bằng và nó có khả năng là cân bằng được nhịp sinh học của cơ thể. Đối với sản phẩm Siberia, khi mà mình uống vào ấy, thì mình sẽ có cơ thể của mình nó sẽ luôn là ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ, thức dậy đúng giờ, thậm chí là đi vệ sinh cũng rất là đúng giờ. Và đây là sản phẩm dành cho trẻ con. Thì đối với trẻ con thì chỉ cần dùng bổ sung vitamin để tăng cường sức đề kháng, và dùng cái omega 3 để tăng trực cường trí não và rất là tốt cho mắt. Và cái phần giới thiệu về công ty cũng như là sản phẩm của mình đến đây là hết. Sau đây thì mình nhường lại sân khấu cho cho bạn Anna. Anna là một cái người rất là giỏi, mình rất là ngưỡng mộ bạn Anna. Xin mời bạn Anna. Vâng ạ, cảm ơn Hiếu Dung rất là nhiều ạ. Xin anh chị em đang có mặt ở trên Zoom hãy dành cho Hiếu Dung một tràng pháo tay đi ạ. Hôm nay Hiếu Dung chia sẻ rất là hay ạ. Sau khi mà đã tìm hiểu về nguồn gốc của công ty cũng như là sản phẩm, thế thì không biết là các bạn đang có cái cảm nhận như thế nào? Cái lúc mà Anna lần đầu tiên được cầm cái quyển catalog của Siri ở trên tay á, thế thì mình thấy rất là ngạc nhiên là sản phẩm thiết kế rất là đẹp và giá rất là rẻ. Và mình bắt đầu tự hỏi là cái chất lượng sản phẩm như thế nào. Và sau khi mà mình kiểm tra tất cả những cái giấy tờ như là công ty có đầy đủ những giấy phép nhập khẩu, rồi giấy phép được để mà được hoạt động tại thị trường Việt Nam với điều kiện quy định rất là khắt khe của nhà nước chúng ta, và rồi có đầy đủ tất cả những cái giấy tờ như mua hàng hóa đơn đỏ này kia, và trải nghiệm sản phẩm chỉ sau 3 ngày là tôi đã bắt đầu thích mê rồi. Và sau một tuần thì là tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc là tại sao lại có sản phẩm mà nó tốt như vậy mà cái giá của nó lại hạt rẻ như vậy. Và rồi thì ở đây trong tất cả chúng ta, nếu như chúng ta đang đi tìm kiếm những cái cơ hội để mà kinh doanh, chúng ta thường nghe ông bà mình nói một câu là phi thương bất phú. Thế thì lúc mà mình kinh doanh á, thì mình hãy hình dung xem là có đúng là mình cũng có câu hỏi này không nhá. Có phải là cứ có một cái sản phẩm tốt là đủ không? Anna cũng đặt một câu hỏi như thế. Có phải là cứ có một sản phẩm tốt là mình cứ bán sản phẩm ấy là đủ không? Và Anna xin chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện của chính bản thân Anna. Tức là cái gốc của Anna là học sinh học, và khi lên đại học thì Anna học công nghệ sinh học. Và từ đấy trở đi là mình cứ luôn luôn tự tin trong cái việc là mình tạo ra được những cái sản phẩm tốt. Và khi bắt đầu kinh doanh thì Anna đúng là tạo ra được sản phẩm tốt thật. Khi mà tạo ra sản phẩm thì trong vòng 3 tháng Anna đã giúp cho khoảng 15.000 người giảm cân thành công. Và có rất là nhiều người mà yêu quý cái thương hiệu của Anna là YOBO. Và Anna gặp phải một cái trục trặc đấy là dòng tiền. Dòng tiền của mình chưa bao giờ dương được. Và mình cảm thấy rất là mệt mỏi với cái việc mà dòng tiền không dương. Không đầu tư cái A là sẽ đầu tư cái B. Và có những cái tháng mà chỉ có tính những cái tiền mà chạy quảng cáo thôi đã lên đến 500 triệu rồi một tháng. Mình bảo là mình không bao giờ mình dám nghĩ cái gì ngoài cái việc kinh doanh hết ạ. Và sáng ra làm việc đến thậm chí là 1-2 giờ sáng vẫn đang còn làm việc. Sáng ra chở con đi học một cái là quay về là làm việc luôn. Đợi cho đến khi nhân viên vào ca, cả một nhà người làm. Có những ngày là bán được 400-500 đơn hàng rồi mà tính ra cuối tháng trả được lời bao nhiêu. Và tiền thì cứ bỏ ra tiền cục, thế mà thu về thì thu về tiền lẻ. Và mình bắt đầu suy nghĩ là ồ, bây giờ sản phẩm của mình tốt rồi này, con người của mình tốt luôn, thế mà tại sao lại không phát triển được. Và tôi bắt đầu đi phỏng vấn 7 cái người bạn bè của Anna là những cái người mà có thu nhập thụ động từ 500 triệu trở lên. Và mình bắt đầu hỏi họ là bây giờ mình muốn kinh doanh ấy, thì bạn đã có thu nhập thụ động rồi thì bạn có thể cho tôi biết rằng là cái yếu tố gì là cái yếu tố mà làm cho một cái doanh nghiệp mà phát triển bền vững và mở rộng được nhanh không? Thì bạn ấy nói là số 1 là thu nhập thụ động. Thế bắt đầu mình mới bảo là thu nhập thụ động thì các bạn biết đấy, theo nghị định 40 của chính phủ của chúng ta ấy, thì với cái điều kiện mà để được mở một công ty mà network mà có thu nhập thụ động á, thì nó vô cùng khắt khe, từ 150 công ty mà để qua được cái nghị định 40 đấy là chỉ còn có 23 công ty được cấp phép thôi. Và tôi biết có những công ty của Hàn Quốc là họ đã ký quỹ lên tới hơn 70 tỷ rồi và cũng không thể nào mà có thể mở được cái mô hình đấy tại thị trường Việt Nam. Và tôi bắt đầu ghi xuống, số 1 là thu nhập thụ động. Tức là sau này chúng ta có thể tự tạo ra được một cái dòng tiền thụ động mà có thể thừa kế lại được ấy. Số 2, đó là công ty thì phải uy tín và phải có thâm niên. Tức là cái công ty mà để người giỏi hợp tác ấy là phải là công ty mà có bề dày ít nhất là trên 10 năm. Thì công ty của tôi lúc bấy giờ là mới có khoảng 5 tuổi, số 2 thôi. Thế rồi cái số 3 là gì? Cái số 3 là sản phẩm phải nhiều, phải đa dạng, giá rẻ, công dụng tốt. Thế thì lúc và thời điểm mà trước khi tôi làm series ạ, là tôi đang chuẩn bị nhập một cái máy từ Trung Quốc về. Và chỉ với cái lô mà máy này cộng với cả vốn để sản xuất hàng ấy, tôi phải đầu tư thêm một món là 7 tỷ. Và tôi bắt đầu bị đau dạ dày luôn với cái món đầu tư đấy. Thực ra không phải là mình không huy động được tiền, mà mình bắt đầu suy nghĩ là mình huy động được tiền xong rồi mình có thể tạo được dòng tiền dương để mà có thể chi trả được cái món đấy không, và trả được cái cổ gọi là cái lợi nhuận cho các nhà đầu tư hay không, và nó lại là uy tín của mình. Và khi tôi tìm thấy Siberian thì tôi nghiên cứu về sơ đồ trả thưởng, tôi phát hiện ra là có 30 năm nữa tôi cũng không thể nào làm được một sơ đồ trả thưởng như thế. Và Anna có một cái niềm tin tuyệt đối rằng nếu mà anh chị em mình dành ta khoảng hơn 30 phút nữa để nghe cái thông tin về sơ đồ trả thưởng và cái chiến lược mà họ phân chia hoa hồng, các bạn sẽ thấy đây là một cái chiến lược vô cùng thông minh. Và Anna tìm kiếm đúng 11 năm, từ năm 2009 đến giờ thì Anna mới tìm thấy một công ty có được cái sơ đồ trả thưởng như vậy, vô cùng dễ dàng và thuận lợi cho chúng ta làm. Không những là chúng ta làm được mà chúng ta còn làm được với tốc độ rất là nhanh. Thế thì bây giờ Anna xin phép được chia sẻ về cái phần sơ đồ trả thưởng của công ty. Ở Syria, khi mà nghiên cứu thì Anna phát hiện ra một điều là gì? Bất kể một cái người nào muốn kinh doanh đều ít nhất một lần phải ngó vào cái sơ đồ này. Và khi mà bạn ngó vào sơ đồ này thì bạn sẽ phát hiện ra là có rất nhiều những cái yếu tố để người ta có thể xây dựng và trường tồn. Đầu tiên là họ có 4 sự lựa chọn cho cả 4 nhóm. 4 nhóm mà có thể tham gia. Từ cái việc là người nào muốn chỉ đơn giản là muốn sử dụng sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cho đến cái việc là muốn có một công việc làm thêm, công việc làm chính và doanh nghiệp lớn, thì ở đây đều có được những cái gọi là họ tạo ra được cái luật chơi, cái sân chơi cho cả 4 nhóm đối tượng này. Đây chính là cái chính sách mà để mà mình dùng, mình đơn giản là một người tiêu dùng. Thì ở Syria có một chính sách là một giá, là chiết khấu 25% cho mọi đơn hàng, từ đơn hàng 100.000 cho đến đơn hàng 50 triệu thì cũng là một mức chiết khấu. Và tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi bảo quá nhở. Để mà ngày xưa sản phẩm của YOBO ấy mà để mà có được cái mức chiết khấu là 25% là tôi đã phải yêu cầu người ta mua một đơn hàng là hơn 10 triệu rồi. Và tôi bảo làm thế nào mà người ta có thể xây dựng ra được một cái chính sách như thế này. Các bạn mua đơn hàng khoảng 900.000 đi, thì các bạn sẽ được chiết khấu lại khoảng khoảng 200. 200 này sẽ được trả vào quỹ sức khỏe, và bạn sẽ dùng cái quỹ này để bạn lặp lại tiêu dùng, bạn lặp lại bạn mua hàng. Đó, và chính cái này nó làm cho chúng ta không bị phá giá này, cũng không có bị làm giá loạn ở trên thị trường, mà cũng không cần phải ôm hàng. Thế cho nên là nó tạo ra được một cái nền tảng để mình kinh doanh vô cùng an lạc và nhẹ nhàng. Số 2 là nếu như mà bạn có khoảng 3 đến 4 tiếng một ngày dành để làm việc với Siberi thì rất là nhanh chóng bạn có thể lên được mức thu nhập từ 10 đến 20 triệu một tháng. Thì Anna đã có chiến lược này, và chiến lược này là kết hợp giữa cái việc bán hàng và việc mà mình cũng mở rộng, mà mình mở rộng hệ thống tư vấn viên mà nó không phải là quá nhiều, phù hợp với cái thời gian của mình. Anna tin tưởng rằng là trong mỗi chúng ta ai cũng mong muốn có cái thu nhập thêm là 10 đến 20 triệu. Tức là chúng ta đi làm 8 tiếng ở công ty rồi, nếu bạn đang có một công việc, nếu mà bạn đã đi làm 8 tiếng rồi thì dành cho 3 đến 4 tiếng mà để ra một cái mức thu nhập là 10 đến 20 triệu thì gọi là thêm ở Siberia, mà nó là mức thu nhập chính. Và rất là nhiều gia đình đang cần thêm một cái món như thế này để có thể nâng cao được chất lượng cuộc sống. Và cái sự lựa chọn số 3 là xem đây như một công việc chính, tức là nếu mà bạn dành cho nó từ ít nhất 7 đến 8 tiếng một ngày thì bạn sẽ có thể đẩy lên được cái thu nhập là 40 triệu cho đến 100 triệu. Và với cái mức thu nhập này thì có một cái chương trình hay hơn, đó là chúng ta sẽ được tham gia vào chương trình dự án xe hơi. Dự án xe hơi là dự án mà công ty sẽ mua ô tô cho bạn đi để bạn hỗ trợ bạn trong cái việc mà bạn phát triển đội nhóm. Và dự án này là cái dự án mà rất là nhiều những anh chị em ở thị trường Việt Nam cũng như tất cả các thị trường khác mà Siberi đang có văn phòng đại diện cực kỳ yêu thích. Một lát nữa Anna sẽ nói kỹ hơn về cái dự án này. Cơ hội số 4 là mình xây dựng một doanh nghiệp lớn. Thú thực với các bạn là Anna luôn luôn kỳ vọng mình có một doanh nghiệp triệu đô. Và triệu đô la tức là tôi cảm thấy là một tháng mình phải cất đi khoảng 2 tỷ từ một cái dòng tiền nào đấy thì là nó xứng đáng với mình. Và mình đã được cài đặt cái tư duy đấy nó quá là chặt rồi. Đến mức độ mà tôi luôn luôn tìm cách để mà sau đấy scale up, mở rộng cái doanh nghiệp trước đây của tôi để đạt được cái điều đó. Và cái trục trặc nó đến từ cái việc là mình cứ muốn mở rộng ra khi mà phải xem cái cơ hội, cái nền tảng nó đã phù hợp để mở rộng hay chưa. Và với Siberi thì Anna đang có trong tay một cái chiến lược mà giúp các anh chị em có thể đi được hết sơ đồ trả thưởng. Đi hết sơ đồ trả thưởng chúng ta sẽ có những cái thu nhập như thế nào thì một lát nữa ở cái phần mà những cái phần thưởng của Siberi thì Anna sẽ chia sẻ rõ. Và để mình có thể hiểu được về cái sự khác nhau giữa mô hình kinh doanh truyền thống với mô hình kinh doanh theo hệ thống thì bạn có thể nhìn vào cái sơ đồ này. Ở trong sơ đồ này thì nhà sản xuất sẽ bắt đầu sản xuất sản phẩm và sản phẩm sẽ được đưa đến tay người tiêu dùng thông qua hệ thống bán buôn bán lẻ, chạy qua những cái kênh truyền thông tiếp thị. Và người ta sẽ chi trả từ 50 đến 60% cho tất cả các cái phần ở giữa này ạ, là tiếp thị, truyền thông, bán buôn bán lẻ. Thế còn các nhà kinh doanh người Mỹ họ phát hiện ra rằng là có một số sản phẩm nếu như mà để ở các siêu thị và đại lý thì không có ai tư vấn cho khách hàng sử dụng, và như vậy thì cái cách sử dụng sản phẩm nó không được hiệu quả. Và họ mới bảo là liệu có cái cách nào mà để người tiêu dùng này trực tiếp mua hàng từ nhà sản xuất, xong rồi chính người tiêu dùng này sẽ biến thành những cái người mà giới thiệu và tiếp thị những cái sản phẩm này không. Và từ đấy mà cái mô hình kinh doanh theo hệ thống ra đời, tức là họ sẽ cắt toàn bộ những cái phần cho những cái kênh bán buôn bán lẻ, truyền thông, tiếp thị, quảng cáo này đi, và cái phần 50-60% đấy họ sẽ chi trả lại cho hệ thống những người tiêu dùng. Cho nên cái nền tảng của cái ngành kinh doanh này người ta gọi là nền tảng của ngành kinh doanh của sự chia sẻ, tức là những người sử dụng sản phẩm sẽ là những cái người mà chia sẻ khi mà họ dùng và họ có cái cảm nhận tốt. Và đấy chính là cái cơ sở và tạo ra được một cái ngành nghề kinh doanh mới, là ngành nghề kinh doanh mà chúng ta đang được giới thiệu ở đây. Và đặc biệt là qua cái thời điểm mà bị đại dịch như thế này thì bạn cũng thấy rằng là nhà nước Việt Nam cũng như là rất là nhiều những cái quốc gia khác, những chính phủ khác đang nhận định rằng là chúng ta đang ở trước một cái thời điểm mà tất cả những cái sự dịch chuyển trong cái cách mà đầu tư kinh doanh nó bắt đầu thay đổi. Người ta sẽ bắt đầu hạn chế dần những cái mô hình mà phải đầu tư quá nhiều và bắt đầu tập trung vào những mô hình mà có thể giải phóng được tất cả những cái món đầu tư, tức là kinh doanh không sở hữu. Và ở Mỹ bây giờ thì đa phần các công ty là kinh doanh không sở hữu rồi, và họ hợp tác với các cái tập đoàn sản xuất lớn để họ có thể phân phối được hàng hóa, có hàng hóa và phân phối. Vì vậy những cái tư duy kinh doanh trên toàn cầu hiện tại là họ chuyển sang là gì? Sản phẩm nó chỉ chiếm 10 đến 20% thôi. Sản phẩm của ai cũng được, tổ chức vận hành cũng chỉ được chiếm khoảng 10% thôi. 80% nó đến từ marketing và bán hàng. Và Anna nhuần nhuyễn cái tư tưởng này và Anna luôn luôn tập trung vào điều đấy. Mà chỉ khi mà đến với Siberi thì mình mới có cơ hội làm như thế thôi. Còn trước đây thú thật với các bạn là tôi là nhà nghiên cứu mà. Tôi vừa sản xuất sản phẩm này, tôi vừa ra công thức, tôi vừa quay video clip, tôi lại vừa đưa ra chiến lược để mà phát triển kinh doanh, mà mình không còn thời gian để làm việc với nhà phân phối nữa. Đấy chính là một trong những cái điều mà tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn. Ở đây nếu chúng ta đang thực sự đang muốn đi tìm một cái cơ hội để mà kinh doanh thì đây là một cái ngành nghề mà làm cho chúng ta không cần phải mất vốn gì cả. Và cụ thể lại với Siberian thì bạn gần như không phải mất một đồng vốn nào, đã có thể khởi nghiệp kinh doanh rồi. Và cái gọi là cái cơ sở nền tảng toán học để cho chúng ta có một cái sự hình dung về cái mức độ tăng trưởng của hệ thống thì mời các bạn theo dõi trên cái màn hình này, gọi là cấp số nhân. Cấp số nhân tức là một cái cách mà hệ thống sẽ được nhân lên. Ví dụ ở đây là bạn sẽ không kinh doanh một mình mà bạn kinh doanh cùng với 3 người nữa. Sau đó thì bạn lại hướng dẫn cho 3 người này. Mỗi người tìm ra 3 người thì lần thứ 2 bạn sẽ có 9 người. Rồi tiếp tục 9 người này sẽ lại được hướng dẫn để mỗi người tìm ra 3 người, là lần thứ 3 chúng ta có 27 người. 27 người này lại được hướng dẫn để mỗi người có 3 người, là lần số 4 chúng ta có 81 người. Và như vậy sau 6 lần thì chúng ta có 729 người. Nếu như không phải là 3 mà bạn có thể tìm ra 4 người dùng và kinh doanh cùng bạn. 4 người này cũng lại được hướng dẫn để tìm ra 4 người vừa dùng vừa kinh doanh, là có 16. 16 người này tương tự cũng được hướng dẫn để mỗi người tìm ra 4 người, là 64. Và như vậy sau 6 lần hướng dẫn chúng ta có 4.000 người. Thế thì ở Việt Nam chúng ta có một vĩ nhân đã áp dụng cấp số nhân này rất là thành công, đó chính là Bác Hồ. Năm 1946 thì Bác Hồ xác định rằng là đất nước chúng ta có 3 loại giặc, là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Và Bác xác định là riêng là cái giặc dốt ấy là phải đánh đuổi. Và vào thời điểm bấy giờ thì chúng ta có rất là ít giáo viên, mà người Việt Nam chúng ta có khoảng 10 triệu người đang bị mù chữ. Thế thì Bác sử dụng chính những cái người dân của Việt Nam để làm người dạy chữ, chứ không cần sử dụng đến hệ thống giáo viên. Y chang như là ở trong khi mà áp dụng vào kinh doanh, chúng ta sử dụng chính người tiêu dùng là cái người mà sẽ đi giới thiệu sản phẩm và sẽ được hưởng hoa hồng, chứ không phải là những cái đại lý hoặc là siêu thị. Và với cái cách Bác Hồ đưa ra một chương trình có tên gọi là Bình Dân Học Vụ, các bạn có thể search cái thông tin này ở trên Google. Với chương trình Bình Dân Học Vụ, Bác nói rằng là cứ 1 người mà biết chữ ít thì dạy chữ cho 3 người mù chữ, cứ 1 người biết chữ nhiều thì sẽ dạy chữ cho 3 người biết chữ ít. Và như vậy thì sau 1 năm triển khai chúng ta có 2,5 triệu người được xóa mù chữ các bạn ạ. Một con số vô cùng lớn. Và sau hơn 2 năm triển khai chúng ta có 10 triệu người được xóa mù chữ. Và chúng ta đã đánh đuổi được giặc dốt. Cho nên cái gì mà đến từ sức mạnh của chính người dân, đến từ cái sự chia sẻ, từ sự lan tỏa và dễ làm thì nó sẽ được triển khai vô cùng mạnh mẽ. Và tương tự như vậy, khi mà áp dụng cái cấp số nhân này vào cái việc kinh doanh thì cái điều chúng ta quan tâm là làm thế nào đấy để chính những cái người tiêu dùng có thể sử dụng sản phẩm và có thể chia sẻ. Thì như vậy sản phẩm sẽ được chia sẻ rất là mạnh mẽ, bởi vì nó đi từ cái kết quả sử dụng thực tế. Và Anna sẽ thêm cả cấp số nhân 5 và nhân 10 để các bạn có một cái sự hình dung. Nếu mà bạn hướng dẫn cho 5 người, mỗi người lại tìm ra 5 người, chúng ta có 25. 25 người này mỗi người lại tìm ra 5 người, chúng ta có 125. Và bạn biết không, sau 6 lần hướng dẫn chúng ta có 15.625 người. Nếu mà bạn có thể tìm 10 người kinh doanh cùng bạn, bạn hướng dẫn cho 10 người này mỗi người lại có 10 người. Thế thì sau 6 lần hướng dẫn chúng ta có 1 triệu người. Đó, bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt ạ. Nếu mỗi người trong chúng ta mà chỉ cần nỗ lực làm thêm với 1 người thôi. Từ 3 người sau 6 lần hướng dẫn nó lên 700. Từ 4 người sau 6 lần hướng dẫn nó lên 4.000. Từ 5 người sau 6 lần hướng dẫn nó lên 15.000. Từ 10 người sau 6 lần hướng dẫn nó lên 1 triệu người. Vậy thì cái điều mấu chốt mà chúng ta cần phải quan tâm ở cấp số nhân này là gì? Số 1, mỗi người trong chúng ta chỉ cần nỗ lực giới thiệu thêm, chia sẻ thêm với 1 người thôi thì kết quả thay đổi rất là nhiều. Và điều số 2, điều số 2 này là một điều rất là quan trọng. Bởi vì cấp số nhân á, nhìn vào nó có một cái độ mê hoặc trong cái việc phát triển mở rộng. Cho nên là cái mấu chốt là từng cái mắt xích người ta phải làm được cơ. Người ta phải tiêu thụ được hàng, người ta phải biết cách kinh doanh thì hệ thống mới có thể nhân lên một cách mạnh mẽ. Giống như là Bác Hồ của chúng ta đã làm cho từng người trong cái mắt xích, trong cái hệ thống mà 1 người chia sẻ cho 3 người về chữ ấy, là phải biết chữ. Thì tiếp tục cái người đấy đã biết chữ rồi mới tiếp tục chia sẻ cho 3 người khác. Đó, thế thì nếu bây giờ giả sử có một ai đó mời các bạn kinh doanh và nói các bạn rằng là bây giờ sản phẩm tôi cung cấp, sản phẩm là có đầy đủ giấy tờ này, nhập khẩu này, đầy đủ hóa đơn đỏ, đầy đủ hết, công dụng tốt, nguyên liệu rất là ngon, ok, giá rẻ nữa, 200 đến 500 nghìn một món. Thì ở đây mà họ bảo bạn là họ sẽ trả cho chúng ta khoảng 20 triệu, 30 triệu một tháng. Mà để chúng ta có cái doanh số là 60 triệu một tháng, chúng ta có tạo ra được không ạ? Ai tạo ra được giơ ngón tay cái. Ai mà đang không bật màn hình có thể thấy cái biểu tượng reaction này này. Nó có cái biểu tượng giơ ngón tay cái, reaction ở dưới màn hình này. Đấy, đây là biểu tượng vỗ tay. Đó, đây là biểu tượng giơ ngón tay cái. Rồi, ít người giơ ngón tay cái đúng không ạ? À, nếu bây giờ mà mình nghĩ là có công ty nào mà chuyển xuống còn 10 triệu một tháng không? Tức là trả cho mình 20-30 tháng. Nhưng mà bảo mình tiêu thụ lượng hàng 10 triệu một tháng. Ai sẵn sàng tiêu thụ lượng hàng 10 triệu một tháng để được nhận 20 triệu đến 30 triệu một tháng từ công ty là giơ ngón tay cái? À, có một số bạn vẫn chưa giơ tay. Thế thì khi mà Anna theo dõi cái sơ đồ trả thưởng của Siri thì Anna rất là ngạc nhiên. Bởi vì ở Siri công ty yêu cầu mỗi một cái mắt xích tiêu thụ lượng hàng là 2 triệu 6 một tháng. 2 triệu 6 một tháng chứ không phải là 2 triệu 6 một ngày. Theo các bạn, liệu một tháng mình có khả năng tiêu thụ một lượng hàng là 2 triệu 6 không ạ? Nếu mà có thì bạn giơ ngón tay cái. 2 triệu 6. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bạn Hương Đỗ này. Và rất là nhiều bạn khác này. Chưa thấy giơ ngón tay cái. Theo Hương Đỗ, nếu mà cung cấp những sản phẩm như Anna vừa mô tả mà nói Hương Đỗ là làm sao để tiêu thụ một tháng là 2 triệu 6 thì theo bạn, bạn có làm được không? Nếu bạn làm được, bạn giơ ngón tay cái. 2 triệu 6 là còn ít hơn cô bán nước ở vỉa hè nữa. Đúng không ạ? Thế thì nếu mà bạn làm được, bạn giơ ngón tay cái, hoặc bạn dùng cái reaction này này. À, đây là ngón tay cái ở dưới á. Bạn bấm vào. À, Anna chưa thấy ngón tay của bạn, chắc là do cái màn hình của bạn mới, Anna mới thấy có một nửa cái mặt của bạn đó. Ồ, ok, cảm ơn bạn. Chắc là giơ thấp của Anna không thấy, xin lỗi bạn. Dạ. Đó. Thế thì chính cái này là làm cho tôi choáng lần hai. Và tôi bảo làm thế nào mà có thể tạo ra được một cái chính sách như thế. Cái chính sách này thể hiện một cái sự tự tin tuyệt đối của bà chủ tịch. Bà tin tưởng rằng là chỉ cần khách hàng dùng sản phẩm của Siri một lần thôi là họ sẽ rơi vào tình yêu, có tình cảm với sản phẩm ngay lập tức, và họ dùng sản phẩm họ cũng sẽ có cảm nhận được hiệu quả ngay lập tức, và từ đó họ đi chia sẻ. Giống như là dạy chữ cho những người mù chữ, họ biết dạy chữ rồi họ sẽ đi chia sẻ con chữ cho những người khác ấy. Và rồi mình bắt đầu cảm thấy rằng là cơ hội dường như là đang ở đây rồi. Và mình bắt đầu ngồi nghiền ngẫm xem là liệu mình làm như thế thì tiền sẽ được bao nhiêu. Có ai quan tâm mà nếu mình có một hệ thống mà mỗi một cái mắt xích chỉ chia sẻ chỉ tiêu dùng có lượng hàng là 2 triệu 6 thì mình sẽ có bao nhiêu tiền không ạ? Anna chia sẻ xem mình có bao nhiêu tiền nhá. Đó. Cái hay nhất của cái việc mà 2 triệu 6 này là gì? Là mọi mắt xích này sẽ có thể hoàn toàn lặp lại tiêu dùng vào tháng tiếp theo. Họ sẽ dễ dàng lặp lại tiêu dùng vào tháng tiếp theo, và từ cái việc mà họ lặp lại tiêu dùng chúng ta sẽ có thu nhập thụ động. Bởi vì là chúng ta được quản lý bằng các mã số, và với những mã số đấy thì một khách hàng mà họ tiêu dùng sản phẩm thì chúng ta sẽ được ghi nhận cả đời. Chứ họ cứ lặp lại là chúng ta lại được ghi nhận. Chứ còn không phải giống như những cái hệ thống truyền thống là không có một cái hệ thống nào có thể ghi nhận được. Cái phần mềm này thôi nó cũng vô cùng phức tạp để có thể tính toán ra được. Và phần mềm của công ty Siberian Wellness là tính toán hết cho các bạn. Giả sử như bây giờ chúng ta tìm 5 người kinh doanh cùng chúng ta đi. Tìm ra 5 người mỗi người có khả năng tiêu thụ lượng hàng là 2 triệu 6. Rồi bắt đầu hướng dẫn cho 5 người này, mỗi người tìm ra 5 người có thể tiêu thụ lượng hàng 2 triệu 6 khác. Thì 1-2 tuần nữa chúng ta có 25 người. 25 người này lại được hướng dẫn, và 1-2 tuần sau chúng ta có 125 người. Thế cứ như thế, cứ mỗi 1-2 tuần người ta lại bắt đầu mang người đến. Và sau 6 lần mình hướng dẫn mình có 15.000 người. 15.000 người này mỗi người tiêu thụ một lượng hàng là 100 điểm, là tương ứng với 2 triệu 6. Ở công ty thì khi mà tính cái dòng tiền thụ động chuyển vào tài khoản á, thì mình sẽ nhân với cái mức là 10.000 đồng. Đây là một hằng số gọi là quy định. Chúng ta ghi nhận cái hằng số này. Và chúng ta sẽ có 15,6 tỷ sẽ được dùng để chi trả hoa hồng. Công ty sẽ chi trả từ bạn trở xuống toàn bộ hệ thống của bạn là 37%. Tương ứng là 5,8 tỷ sẽ được chi ra để làm hoa hồng từ bạn trở xuống. Đương nhiên khi chúng ta làm việc hợp tác với bất kể một công ty nào, chúng ta cũng sẽ mong muốn chúng ta là những cái người ở trên, đúng không ạ? Những người đầu tiên thì cơ hội là thị trường còn rất là lớn. Trước khi mà thị trường bão hòa rồi thì chúng ta làm nó sẽ vất vả hơn. Thế khi bạn ở trên thì bạn sẽ được ít nhất từ 4 đến 10%. Giả dụ bạn được béo nhất là 4% thì bạn sẽ được 4% nhân với 15,6 tỷ là ra 600 triệu đồng một tháng. Khi mà bạn lên vị trí này, công ty gọi bạn là thủ lĩnh quốc tế. Và ở vị trí này thì bạn còn nhận được tổng cái giá trị phần quà là rất là nhiều nữa. Anna sẽ chia sẻ với các bạn phần quà phía sau. Nói đến đây, nói đến con số mà 600 triệu một tháng, có ai bị cảm thấy hào hứng không ạ? Nếu mà các bạn cảm thấy hào hứng, giơ ngón tay cái. Tương tác với Anna một xíu, lát nữa mình trao đổi cho nó thân thiện. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chính bởi vì là mỗi một mắt xích mình phải tiêu thụ lượng hàng 2 triệu 6. cho nên nó mới dễ dàng lặp lại tiêu dùng. Và bởi vì dễ dàng lặp lại tiêu dùng cho nên là mình xây dựng được ai là người đấy sẽ đồng hành cùng với mình. Những người nào mà kinh doanh lâu năm rồi, họ nhìn vào đây họ sẽ nhìn ra cái cơ hội ngay lập tức để mà có thể làm cho mình thu nhập vài trăm triệu một tháng. Còn những người mà đơn giản là muốn có những cái mức thu nhập thêm 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu thì mình cứ túc tắc mình chia sẻ với 2-3 người là mình cũng có cái mức thu nhập đấy. Rồi mình hướng dẫn cho 2-3 người đấy có những cái những cái người bên dưới họ, trong hệ thống của họ. Vậy ở đây chính là cái nguyên lý mà tại sao họ lại có thể hấp dẫn được mọi nhóm đối tượng, từ đối tượng dùng sản phẩm đến cả những cái đối tượng mà doanh nghiệp lớn. Đó. Thế bây giờ Anna sẽ nói về tiền của series nó được chia thành những phần như thế nào. Và đây lại là một lợi thế cạnh tranh mà khi các bạn xem chắc chắn các bạn phải tấm tắc, bởi vì 11 năm qua Anna tìm kiếm ở trên thị trường chưa có một công ty nào có được cái chính sách như vậy. Cái dòng tiền của series sẽ đến từ một phần nó gọi là xe hơi. Khi mà bạn lên mức một cái mức thu nhập gọi là 40 triệu. Với mức thu nhập 40 triệu thì lặp lại 3 tháng là chúng ta sẽ được công ty cho chúng ta tham gia vào chương trình mua xe hơi trả góp. Và ngày hôm nay chúng ta đã có khoảng 600 chiếc xe hơi đã được trả trên 18 quốc gia. Thế thì bạn hãy cứ hình dung này. Bây giờ mình có 40 triệu và mình sống ở thành phố lớn. Có ai dám mua xe không ạ? 40 triệu mà ở thành phố lớn là có rất nhiều món để chi trả đúng không ạ? À, thế nhưng mà ở đây cứ 40 triệu chúng ta không cần phải cấu cái phần tiền đấy ra. Tiền đấy vẫn để nguyên. Công ty đã có một cái chính sách trả thưởng được đóng dấu bởi Bộ Công Thương, là bạn cứ lên cái mức mà doanh thu đấy gọi là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Và rồi bạn lặp lại 3 tháng thì automatic bạn được tham gia chương trình mua xe hơi của công ty. Công ty hàng tháng sẽ trả cái tiền trả góp cho cái xe hơi của bạn dựa vào doanh số tăng trưởng của bạn. Bạn làm một cái món vay với ngân hàng thì có khi mỗi tháng bạn phải trả có 10 triệu thôi. Mà Anna qua những cái tháng mà được nhận xe hơi á, thì Anna chi được trả 30 triệu, 20 triệu, 50 triệu tiền ô tô. Và mình sẽ được trả cho đến bao giờ hết cái ô tô thì thôi. Đó, bao nhiêu người trong số các bạn cảm thấy rằng mình hoàn toàn có thể tìm được 5 đến 10 người thích đi xe hơi bằng tiền của người khác mua cho mình, mà có khả năng tiêu thụ lượng hàng là 2,6 triệu thì giơ ngón tay cái ạ. Cái này phải dễ hơn chứ đúng không ạ? Rồi ạ, cảm ơn các bạn. Vậy bao nhiêu trong số các bạn thích có được một cái xe hơi từ một người khác, không phải là gia đình, vợ chồng, người yêu của mình mua cho mình thì giơ ngón tay cái. Cảm ơn các bạn. Vậy là bằng cái cách mà các bạn có được xe hơi, các bạn sẽ hướng dẫn người khác làm y chang cái điều đấy. Và khi các bạn hướng dẫn cho người khác có 5 cái xe hơi trực tiếp bên dưới bạn thì bạn sẽ được công ty tặng cho các bạn một cái Mercedes. Bao nhiêu trong số chúng ta muốn được hướng dẫn cho 5 người có xe hơi để công ty tặng cho mình một cái Mercedes trị giá 1,6 tỷ thì mình giơ ngón tay cái. Cái Mercedes đấy nó không phải là cái gọi là cái để khoe về gọi là sự giàu có hay gì cả. 1,6 tỷ với rất nhiều người trong số chúng ta ngồi đây không phải là gì, và nó cũng là một con số lớn với một số đối tượng khác. Cái Mercedes nó là một biểu tượng khi mà chúng ta đã có thể hỗ trợ được ít nhất 5 người trực tiếp bên dưới mình có ô tô. Và đội nhóm của mình có rất nhiều người đã có cái thu nhập tốt. Dòng tiền số 2 của series đó là đến từ thu nhập thụ động, thì lúc nãy Anna vừa nói với các bạn rồi. Dòng số 3 là để được đi du lịch. Và ở đây chúng ta sẽ có những chuyến như là 20 triệu này, 40 triệu này, 100 triệu này, 50 triệu này. Và thực sự thì ở series có một cái chuyến mà Anna cảm thấy được truyền cảm hứng vô cùng. Đó chính là 1,6 tỷ để đi du lịch vòng quanh thế giới. Thực sự thì Anna đã nghĩ rằng là mỗi người trong chúng ta ai cũng nên đi du lịch vòng quanh thế giới ít nhất một lần, để biết được là cái quả địa cầu này nó xinh đẹp đến như thế nào, để biết được là chúng ta may mắn như thế nào khi mà chúng ta đang được sinh ra và làm người, để từ đấy chúng ta góp phần bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên hơn. Cũng như là đi một ngày đàng là học một sàng khôn, đúng không ạ? Chắc chắn là chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái thông tin, những cái điều bổ ích thú vị khi mà chúng ta được đi vòng quanh thế giới như vậy. Và đi hoàn toàn miễn phí, đi và doanh nghiệp của mình vẫn phát triển, đi mà tiền của mình nó vẫn về. Cho nên là những cái chuyến đi này sẽ là những cái chuyến mà rất là truyền cảm hứng. Và bạn sẽ được tặng một cái số tiền là 2,6 tỷ để mua một cái bất động sản riêng. Đây cũng là một trong những cái phần mà rất là kích thích tôi. Bởi vì tôi biết rằng là bản thân mình đi làm cả đời ạ, chỉ trước tiên là mong có xe và có nhà. Và rất nhiều người mà đang tin tưởng mình họ cũng mong muốn cái điều đấy. Rất là nhiều người ngoài kia luôn luôn đi làm và mong muốn là mình mua được một cái nhà cho riêng mình. Đặc biệt là những người ở khu vực miền Bắc ấy ạ, miền Nam thì đi thuê nhà ở là được. Mà ở miền Bắc thì cứ phải có nhà riêng cơ, cứ phải mua được nhà cơ thì mới là giỏi, mới là tốt. Thì chúng ta ở đây chúng ta cứ làm là chúng ta đã có nhà và chúng ta đã có xe rồi. Khi chúng ta đi hết sơ đồ trả thưởng, chúng ta sẽ được tặng một căn biệt thự ở bờ biển Hy Lạp có tên có trị giá là 8 tỷ 4. Trên cái biệt thự này nó có ghi là Siberian Renaissance, tức là nơi ở của những huyền thoại công ty Siberia. Và thực sự thì khi tôi nhìn thì tôi thấy nó quá đẹp. Tôi thấy nó quá đẹp, nó dựa lưng vào núi và nó nhìn ra biển. Và vì thế cho nên tôi đặt ngay cái hệ thống của mình tên là Legend Team, tức là team huyền thoại. Tôi đặt ngay cái hệ thống của mình như vậy, bởi vì tôi quá thích đi. Tôi quá thích và tôi mong muốn khao khát tạo ra được một đội nhóm mà tất cả chúng ta mỗi người đều có một cái chìa khóa của một cái biệt thự đấy. Đó. Và đấy là khi chúng ta đi hết sơ đồ trả thưởng. Và Anna nói đấy, nếu mà các bạn đang có sẵn thời gian mà dành cho đội nhóm, dành cho công việc này, thì Anna có những cái cách để giúp các bạn có thể đi hết sơ đồ trả thưởng trong vòng 2 năm. Một thời gian rất là đáng để có thể bỏ ra. Và khi bạn biết không, lúc đấy khi bạn lên thủ lĩnh quốc tế, bạn sẽ có thu nhập khoảng 600 triệu. Và bạn sẽ được tổng tất cả những phần quà đấy trị giá là khoảng 15 tỷ. Anna đã có kinh nghiệm là khi mà mình chia sẻ thế này này, có nhiều bạn nói rằng là nghe toàn màu hồng. Có dễ không? Theo các bạn có dễ không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ từng bước chân đầu tiên. Nghĩ thì nghĩ lớn, mà bước thì phải bước chân đầu tiên. Hành trình thiên lý luôn luôn bắt đầu từ một cái bước chân đầu tiên của mình. Mình sẽ là tìm cái cách đơn giản nôm na là mình tìm ra những người có khả năng tiêu thụ lượng hàng là 2,6 triệu một tháng. Thế thôi. Và mình đào tạo cho họ biết tìm ra những người khác. Và trong đội nhóm của Anna này, Anna có một chiến lược gọi là chiến lược double. Tức là mình sẽ không tìm ra những cái người mà có khả năng tiêu thụ lượng hàng là 2,6 triệu, mà ở đội nhóm của Anna thì Anna tìm ra những cái người mà có khả năng tiêu thụ lượng hàng là 5 triệu. Và với cái việc mà mình có khả năng tiêu thụ lượng hàng 5 triệu, các bạn có thấy này, nếu mà mình double theo kiểu từ 50 triệu mà lên 100 triệu ấy thì cái double đấy nó quá cao. Nhưng nếu double từ 2,6 triệu mà lên 5 triệu thì cái double này vẫn quá dễ để chúng ta có thể thực hiện. Và chỉ cần mỗi một mắt xích chúng ta nỗ lực làm là thay vì là 2,6 triệu mình làm 5 triệu, tiêu thụ lượng hàng 5 triệu thì thu nhập chúng ta sẽ tăng double lên, từ 600 triệu lên 1 tỷ 2, từ 10 triệu lên 20 triệu, từ 40 triệu lên 80 triệu. Các bạn hình dung được chỗ này không ạ? Và ai trong số tất cả chúng ta thấy rằng là 5 triệu một tháng cũng vẫn là dễ để cho tất cả mọi mắt xích có thể triển khai được thì xin giơ ngón tay cái. Tương tác với Anna một chút nhé. Vâng ạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và rồi thì tùy vào cái thời gian mà các bạn bỏ ra thì các bạn sẽ có được cái kết quả mà nó tương xứng với cái thời gian mà các bạn bỏ. Đây chính là cái nguyên lý của kinh doanh. Và bây giờ thì để mình xem là ở Việt Nam của chúng ta có bao nhiêu người thật việc thật nào đã đạt được rồi nhá. Anna rất là cảm thấy bị ám ảnh một câu là sự lựa chọn luôn luôn quan trọng hơn sự nỗ lực. Cũng là con người này mà tôi làm hơn 10 năm tôi không bao giờ mua được cái ô tô nào cả. Cũng chẳng có ai mua ô tô cho mình. Thế mà mình làm ở đây á thì mình có ô tô ngay lập tức. Và lúc đấy tôi càng thấm hơn cái là cái người ta gọi là nỗ lực cả đời không bằng một lần lựa chọn đúng. Trước đây á mình cứ nghe mẹ mình nói rằng là con ơi con cứ yên tâm đi, nghèo thì lâu chứ giàu thì nhanh lắm. Mình bảo trời ơi, người ta cứ nói giàu nhanh mà chả thấy giàu đâu. Thế thì khi mà vào đây, khi mà làm việc với CB thì tôi mới biết hóa ra tất cả những cái người mà rất là tài giỏi và giàu có, họ đều đã nắm bắt một cái cơ hội nào đó. Các bạn ạ. Và đây chính là cái thời điểm của chúng ta. Nếu chúng ta nắm bắt cơ hội này thì Anna có một niềm tin chắc chắn rằng là cuộc đời của chúng ta sẽ sang một cái trang mới. Trong khi tất cả những công ty bạn, công ty cùng ngành nghề họ suy giảm doanh số đến 50% vì họ đã bão hòa, thì Việt Nam chúng ta tăng trưởng liên tiếp từ 150% trở lên. Và tăng trưởng năm nay, bây giờ là năm 2019 là tăng trưởng 176%. Đây là có rất nhiều người, đây là những 5 chiếc xe Mercedes-Benz được giao trong năm 2019. Chính là những cái người mà đã giúp cho ít nhất 5 người bên dưới họ có ô tô đấy. Đây là những cái người mà bắt đầu tham gia vào cái kinh doanh khi mà họ đã ở cái độ tuổi là 60 tuổi. Có cô Thanh này là còn không biết đi xe đạp, chả biết đi xe máy cơ. Đây là những con người mà khiến chúng ta phải tự đặt câu hỏi với chính mình. Học hết lớp 3 làm được, nông dân làm được, học hết lớp 8 làm được. Khi tôi nhìn thấy những con người này này, tôi bảo chà, một cái cơ hội nào mà làm cho cả những người mà ngay ban đầu không có một cái kỹ năng gì có thể làm được thế này. Thì nếu mình là trí thức á, mình sẽ làm và mình sẽ làm tốt hơn. Đấy là cái điều mà tôi nhìn thấy khi mà tôi và những con người này là những con người thật việc thật. Các bạn sẽ gặp họ ngay lập tức khi mà các bạn tham gia vào đội nhóm. Đó, các bạn sẽ gặp được họ, biết được họ là ai ngay lập tức. Câu chuyện này là câu chuyện người thật việc thật. Có rất nhiều thầy cô giáo đang ngày ngày thắp sáng ước mơ và đã có được chiếc ô tô của riêng mình cũng như là tự do về mặt tài chính. Có những người phụ nữ ở mọi ngành nghề. Tôi thích cái chị váy hồng này lắm này. Chị này là chị Tô Đính. Chị là một chị bán cá ở chợ Ga Vinh. Và khi mà chị bán cá ấy, thì lúc bây giờ năm nay là chị 57 tuổi rồi. Và chị không bao giờ nghĩ rằng là cuộc sống của chị lại có thể trao được cái giá trị lớn đến thế. Bây giờ không những chị có xe hơi mà chị còn giúp cho 7 người bên dưới chị có xe hơi. Và chị rất là vui mừng về điều đấy. Và bây giờ chị làm là bởi vì chị vô cùng muốn trao giá trị. Chị Tô Đính là một chị mà không biết dùng Zalo, không biết dùng Facebook, cũng không biết chuyển tiền online. Thế mà bây giờ làm series là trở thành thủ lĩnh và có thể tự điều khiển một cái Zoom giống như là chúng ta làm thế này này. Bởi vì nó là công việc lặp đi lặp lại mà rất là đơn giản. Tu sĩ này, cán bộ ngân hàng, công nhân may, mẹ bỉm sữa. Như bạn Phương Thảo này là tham gia series khi mà có bầu 6 tháng. Sau đấy bạn vừa lấy xe và vừa sinh được con. Cho nên là những cái người mà bán cá làm được, công nhân làm được, tu sĩ làm được, mẹ bỉm sữa làm được, thì Anna tin tưởng rằng là tất cả chúng ta đang ở một cái điều kiện thuận lợi hơn. Chúng ta sẽ làm và chúng ta sẽ làm có kết quả tốt hơn và nhanh hơn. Đây là bạn Phạm Ngọc Ánh. Anna rất là thích bạn Ánh. Thế hệ 9X và tự do tài chính trước 30 tuổi. Ánh là một người mà cái khi ban đầu bạn chỉ cần có một công việc mà khoảng 5 triệu thôi. Và bạn làm nhà nước bạn chưa có một cái kỹ năng gì cả. Ngoài một cái niềm khao khát là được tự do. Và với cái niềm khao khát mà được tự do như vậy thì Ánh bắt đầu làm series. Và sau 15 tháng thì bạn có thu nhập là 100 triệu. Sau 15 tháng bạn có thu nhập 100 triệu. Và sự thực thì nó sẽ đã làm thay đổi cuộc đời của Ánh. Và rồi bên dưới Ánh hiện tại đang có 2 người khác cũng có xe hơi rồi. Và đây là chiếc ô tô của Anna nhận. Anna nhận được chiếc ô tô sau 3 tháng tham gia. Bởi vì Anna có một cái chiến lược mới. Và mình nói rồi mà, nếu mà nông dân làm được, nếu như mà học hết lớp 3, học hết lớp 8, nếu như mà bán cá làm được, thì vào tay của trí thức, thì trí thức và doanh nhân làm nó phải có kết quả nhanh hơn. Và sự thực thì Anna đang có cái chiến lược mà đã được văn bản hóa, quy trình hóa toàn bộ và sẵn sàng chuyển giao cho các bạn. Tôi chưa nói đến những cái bức tranh là tiền nhiều hơn, tôi chưa nói đến là vài trăm triệu một tháng, mà tôi mới nói đến là thu nhập 40 triệu một tháng và bạn được mua xe hơi bằng chương trình của công ty. Thì mỗi một cái đấy thôi đã rất là xứng đáng để cho chúng ta làm rồi. Và Anna tin tưởng rằng là bạn nào mà vào đây mà làm á, mà bây giờ mà bạn cần, bạn đã có sẵn là cả kỹ năng ăn nói lẫn cái khả năng hướng dẫn người khác nhá. Thì bạn vào đây bạn chỉ cần trong vòng khoảng từ 3 đến 6 tháng là bạn đã có thể có được ô tô và lên cái mức thu nhập là 40 triệu. Mà cái mức thu nhập 40 triệu này nó bắt đầu tăng lên và tăng lên. Nó là nền tảng để tăng lên chứ không phải đến 40 triệu là kết thúc. Và nếu như mà bạn đang còn cảm thấy mình thiếu một kỹ năng nào đó, mình cần có thời gian dài hơn để mình bổ sung kỹ năng, thì Anna sẽ hướng dẫn bạn tất cả các kỹ năng, bao gồm từ việc là bạn sẽ tìm người để nói chuyện như thế nào. Nếu không phải là bạn bè người thân thì bạn sẽ tìm ai, rồi bạn sẽ mời họ như thế nào, bạn sẽ chia sẻ với họ như thế nào, bạn sẽ hướng dẫn họ như thế nào, bạn sẽ đào tạo họ như thế nào đấy để họ biết cách làm. Tất cả những thứ đó bạn đều được hướng dẫn. Và nếu như mà bạn là những người mà còn một kỹ năng nào đó còn phải được bổ sung thì bạn sẽ cần từ 8 tháng đến 12 tháng là bạn cũng lên được mức thu nhập 40 triệu và có ô tô. Đấy là những cái bạn trẻ mà hoặc là những cái bạn mà đang quá tự ti về bản thân mình ấy. Chỉ cần các bạn có đúng một việc thôi là chăm chỉ và làm theo người hướng dẫn. Quy trình có hết rồi các bạn ạ. Và với cái quy trình này thì chúng ta đã đang có cái kết quả là trong vòng 5 tháng vừa qua thì đội nhóm này là đội nhóm mà có cái mức tăng trưởng doanh số mới nhanh nhất toàn cầu. Bạn mới thấy là người Việt Nam của chúng ta chăm chỉ như thế nào. Chăm chỉ hơn tụi châu Âu nhiều lắm ạ. Chăm chỉ hơn các cái người đồng nghiệp ở châu Âu nhiều lắm. Và chính bởi vì như vậy cho nên là Anna lần đầu tiên trong cuộc đời của mình, tôi muốn kêu gọi, rủ rê tất cả những người bạn bè rồi bạn của người bạn bè vào để có thể kinh doanh cùng mình. Ở đây không phải là tất cả đoàn người tranh giành nhau một cái xe hơi, mà xe hơi có rất nhiều cho tất cả mọi người. Bạn cứ lên vị trí đấy là tự động bạn sẽ được đi ô tô bằng tiền của công ty, chứ không cần là chúng ta phải cấu tiền của chúng ta ra rồi công ty sẽ hoàn trả lại cho bạn toàn bộ cái khoản tiền. Bạn nhớ mua cái ô tô nào mà khoảng 700 triệu thôi thì công ty sẽ gần như là hoàn trả đầy đủ. Và khi bạn tham gia thì Anna sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ hơn về cái chương trình xe hơi này. Hoặc nếu một tí nữa ai mà vào luôn cái chương trình đào tạo của đội nhóm vào lúc 9 giờ tối á, thì Anna sẽ nói kỹ về cái chương trình xe hơi và rất nhiều những câu chuyện khác nữa. Trong 2019 thì đội nhóm đã có hơn 70 cái xe hơi và 5 cái Mercedes. Mục tiêu năm 2020 là sẽ có 20 cái Mercedes và 200 cái xe hơi các bạn ạ. Cho nên là đang có rất nhiều xe hơi cho tất cả chúng ta. Và đây Anna xin được gọi là tóm tắt lại những cái đặc điểm nổi bật của series. Chính những cái đặc điểm này mà đã làm cho Anna cũng như rất nhiều anh chị em ở trong đội nhóm của chúng ta đang lựa chọn. Số 1, đó chính là cái đối tượng mà chúng ta hợp tác là công ty Siberian Wellness. Với công ty này chúng ta được có một mức chiết khấu là 25% làm ổn định giá của chúng ta để chúng ta có thể làm việc được. Số 2 là chính bởi vì cái việc mà gia nhập chỉ cần một tháng tiêu thụ lượng hàng là 2,6 triệu làm cho tất cả mọi mắt xích từ địa đầu Móng Cái đến mũi Cà Mau, hải đảo xa xôi, nông thôn, thành thị chúng ta đều có thể tiêu thụ được lượng hàng này. Và với cái lượng hàng mà Anna đưa ra chiến lược cho đội nhóm là 5 triệu một tháng ấy thì nó vẫn cực kỳ dễ để chúng ta có thể làm được cái mức doanh số đấy. Và chính cái điều đấy làm cho chúng ta phát triển nhanh được. Số 2, đó là chất lượng sản phẩm. Chất lượng sản phẩm các bạn sẽ cảm nhận được ngay trong vòng từ 3 ngày đến 7 ngày. Cái này là tôi cam kết với tư cách của một nhà sinh học. Với tư cách là một nhà sinh học thì tôi biết rằng bất kể một cái gì sống ở trong một vùng đất có ba sạch là đất sạch, không khí sạch và nước sạch đều vô cùng khỏe khoắn. Ở Tây Tạng các bạn ạ, bệnh viện là bị ế khách. Khi mà lên bệnh viện ở Tây Tạng thì chẳng có bệnh nhân bởi vì cái vùng đất đấy rất là sạch. Ở Siberia cũng vậy. Còn chúng ta do chúng ta đang sống ở một cái vùng là nước bẩn, không khí bẩn, đất bẩn, cho nên là các bạn sẽ cần có những cái sản phẩm để mà giống như là một cái bơm chủ động ấy. Giống như khi mà một cái cây sống ở trong cái rừng ngập mặn thì cái cơ chế của một cái cây là phải có một cái bơm để bơm muối ra khỏi cơ thể. Đó. Và chính bởi vì như vậy cho nên là chúng ta ở đây chúng ta đang cần, người dân của chúng ta đang cần những cái sản phẩm để giống như là bơm muối, bơm những cái chất thải ra. Và ở đây có bao nhiêu người trong số chúng ta thấy xung quanh chúng ta có những người mà mất ngủ hoặc là bị táo bón thì giơ ngón tay cái ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có bao nhiêu người trong số chúng ta thấy rằng xung quanh chúng ta có những người mà bị yếu sinh lý hay là bị viêm nhiễm phụ khoa hay là bị khô hạn thì giơ ngón tay cái ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có bao nhiêu trong số chúng ta có những người mà cứ lờ đờ giật dẹo, nửa ốm nửa khỏe, ngủ dậy vẫn không thấy khỏe mạnh thì giơ ngón tay cái. Có chứ, chúng ta xung quanh có rất nhiều người như thế. Có bao nhiêu người trong số chúng ta thấy rằng là xung quanh chúng ta có những người như là bị những cái bệnh như là tiểu đường, tim mạch, huyết áp, rồi ung thư, đột quỵ thì mình giơ ngón tay cái. Dạ, cảm ơn các bạn. Có bao nhiêu người trong số chúng ta thấy rằng là có những cái bệnh mà Tây Y đã trả về rồi và bảo là về gia đình, về nhà lo hậu sự. Bao nhiêu người trong chúng ta thấy là có những cái bệnh mà có những cái nền y học, khoa học bảo vệ sức khỏe như Tây Y họ không giải quyết được thì giơ ngón tay cái. Dạ. Và chính bởi vì như vậy cho nên là chúng ta đang có thị trường các bạn ạ. Sản phẩm của CB là người già cũng dùng được, trẻ con cũng dùng được, có bầu cũng dùng được, thanh niên dùng được, doanh nhân dùng được, người khỏe mạnh thì dùng càng tốt. Người khỏe mạnh dùng tốt hơn bao giờ hết, như Anna này dùng cực kỳ tốt, trẻ con dùng được. Và mọi cái sản phẩm đều có cái hiệu quả sau 3 ngày cho đến 7 ngày. Và việc của đội nhóm ạ, việc của đội nhóm là gì ạ? Là giúp các bạn đưa ra được những cái đơn hàng mà các bạn có thể cảm nhận ngay chỉ sau 3 ngày đến 7 ngày. Với những cái sản phẩm của các công ty khác ấy thì giá nó đắt. Và để mà mình trải nghiệm được thì nó khá là khó. Nhưng mà với Sibri này, cái mục tiêu tối thượng của công ty ạ, mục tiêu tối thượng của công ty là vì con người. Chính bởi vì là mục tiêu tối thượng của công ty là vì con người cho nên chúng ta mới có sản phẩm rẻ như thế và chúng ta mới có cái chính sách mà gia nhập nó lại dễ chịu đến như thế. Và vì thế cho nên rằng là chỉ cần một đơn hàng mà khoảng 2,5 triệu đến 2,7 triệu là đủ để cho tất cả chúng ta có thể trải nghiệm một cái chương trình khoa học đầy đủ, có bản quyền, gồm 3 bước là thanh lọc, năng lượng, cân bằng. Chính là ba cái concept chính trong cái cơ chế tác động của sản phẩm CV đến với sức khỏe con người. Các nhà khoa học tin rằng là chỉ cần loại bỏ tất cả những nguyên nhân gây bệnh ra là đã có thể hỗ trợ chúng ta chăm sóc sức khỏe đến 80%. Vì thế cho nên rằng là bạn sẽ có cảm nhận hiệu quả rất là nhanh. Một cái lý do tiếp theo để chúng ta có thể làm nhanh được, chúng ta có thể phát triển mở rộng nhanh được, đó chính là hệ thống S69. Là hệ thống người dẫn đường do anh Trương Huy Cường là người hướng dẫn trực tiếp của nhánh chúng ta tạo ra. Trong hệ thống hiện tại đang có 26.000 con người Và 26.000 con người này trong suốt 5 năm qua đã tạo ra một thị trường cho chúng ta. Có rất nhiều câu chuyện thành công kinh doanh rồi, cũng có rất nhiều câu chuyện sử dụng sản phẩm đã hiệu quả rồi. Cho nên ngày hôm nay không ai hỏi là sản phẩm của Siri dùng có tốt không, kinh doanh Siri có được hay không, mà người ta chỉ hỏi là làm thế nào để có thể tận dụng được cái cơ hội này và phát triển kinh doanh một cách nhanh nhất, giúp cho tất cả từng người trong chúng ta đạt được cái mục tiêu của cuộc đời. Và một điều nữa là để các bạn yên tâm, đó là cái đội nhóm có tên gọi là Legend Team. Đội nhóm này là đội nhóm mà sẽ áp dụng cái chiến lược mới của Anna. Chiến lược mà khi mà Anna đưa vào cái quy trình áp dụng thì đã làm cho đội nhóm chúng ta trong vòng 5 tháng có tổng cái doanh số tăng trưởng mới nhanh nhất toàn cầu các bạn ạ. Và tôi tự tin rằng là chúng ta sẽ còn có cái tốc độ tăng trưởng doanh số mới còn cao hơn như thế nữa trong năm 2020. Điều cuối cùng để chúng ta có thể làm nhanh đó là cái tính thiên thời địa lợi nhân hòa. Giống như lúc nãy Hiếu Dung có giới thiệu với chúng ta, Việt Nam là đất nước đầu tiên ở châu Á. Ở với các công ty khác vào Việt Nam thì Việt Nam là đất nước cuối cùng ở châu Á, còn ở đây Việt Nam là đất nước đầu tiên. Cái sự khác biệt của người đầu tiên đấy là chúng ta có một cái thị trường rất là rộng lớn để có thể gọi là để có thể tha hồ mà vùng vẫy đấy ạ. Rất là lớn. Thứ hai là từ Đà Nẵng đổ vào đến miền Đông, miền Tây, Sài Gòn đang còn sạch trơn, gần như chưa có một ai làm mạnh. Chưa có một ai làm mạnh các bạn ạ. Tức là đất đang còn rất nhiều cho chúng ta gieo hạt. Và từ Huế trở ra đến thị trường miền Bắc thì chúng ta mới chỉ có anh Trương Huy Cường là người làm giỏi nhất và chưa đi hết sơ đồ trả thưởng. Cơ hội đang có rất nhiều. Hiện tại tổng doanh số chúng ta là 60 tỷ đồng một tháng. Và chúng ta có thể scale up lên đến 1.000 tỷ đồng một tháng. Các bạn nghĩ đi, từ 60 tỷ mà lên đến 1.000 tỷ đồng một tháng cho thị trường Việt Nam. Thế thì theo các bạn, chúng ta sẽ có thể có được bao nhiêu phần trăm trong số đấy? Tôi có một cái lời khẳng định với bản thân mình rằng nếu tôi không phải là một nhà sản xuất ra được những cái sản phẩm chất lượng nhất thế giới thì nhất định tôi sẽ là người đứng đầu trong hệ thống phân phối của một tập đoàn nào đó. Và Anna đang dành thời gian của mình và Anna có một cái niềm tin. Tôi tham gia từ tháng 7 năm 2019 và tôi có một cái niềm tin sắt đá rằng là đến cuối năm nay thu nhập của tôi ít nhất là từ 500 triệu trở lên. Và tôi đang tìm kiếm những cái người đồng đội để mà sẵn sàng dấn thân vào cái hành trình này. Đây không phải là một quá trình đi làm công ăn lương. Đây là một quá trình chúng ta xây dựng doanh nghiệp. Và bởi vì chúng ta đã dành thời gian chúng ta xây dựng doanh nghiệp, cho nên chúng ta phải lựa chọn một cái đối tác nào mà nó ra trò, đối tác mà có thể tạo nền tảng cho chúng ta, để như bạn Hiếu Dung nói, khi người khổng lồ đi một bước là chúng ta có thể đi được 1.000 bước ạ. Và chúng ta có cái gì? Chúng ta đang đứng trước một cái sự lựa chọn, một cái cơ hội như thế nào? Hiện nay, một thập kỷ mới đã ra đời với sự ra đời của Nghị định 40 năm 2018 thì từ 150 công ty được cấp phép, bây giờ chỉ còn có 23 công ty được cấp phép thôi. Trong số 23 công ty đó thì chỉ có 10 công ty là tập đoàn đa quốc gia. Và trong số 10 công ty là tập đoàn đa quốc gia có cái độ năm tuổi là trên 10 năm thì công ty Siri của chúng ta đã năm hoạt động thứ 24 và chúng ta đang là một cái công ty duy nhất và có cái chính sách, có cái mức giá mà có thể làm cho bất kể một ai cũng có thể gia nhập được không cần vốn. Và rồi tất cả những cái người nổi tiếng đều đang rất là ủng hộ cho cái ngành nghề kinh doanh này, như là Richard Branson, Warren Buffett, như là Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhà chuyên gia kinh doanh cũng như là người viết sách Robert Kiyosaki. Họ tin tưởng, họ ủng hộ cho ngành nghề kinh doanh này và họ đều sở hữu những công ty kinh doanh này. Và đây sẽ là một cái trường dạy làm giàu dành cho những người thích giúp đỡ người khác. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng là khi mà làm cái lĩnh vực kinh doanh này thì cần phải có sự tập trung và kiên trì. Còn Robert Kiyosaki nói trong quyển sách của mình rằng đây sẽ là một cái trường thực thụ để giúp bạn trang bị được đầy đủ các kỹ năng của một doanh nhân. Bạn đã có khao khát làm giàu rồi, bạn đã có tư duy làm giàu rồi. Nhưng mà giống như Anna khởi nghiệp, đi mất vài tỷ là chuyện bình thường. 2 năm thôi bạn làm không cẩn thận, chỉ cần 1 năm rưỡi thôi bạn đã có thể mất vài tỷ rồi. Vài tỷ khi mà kinh doanh nó không là gì cả các bạn ạ. Đi một cách vèo vèo nếu như chúng ta không có cái gọi là không có cái chiến lược đúng và cái môi trường thuận lợi, cái cơ hội chính xác. Và khi các bạn làm việc ở Siberia rồi, chúng ta đang đứng trước một cơ hội là chúng ta đang có một cuộc đại suy thoái. Và với một cuộc đại suy thoái này thì tất cả mọi cái ngành nghề nó đang dịch chuyển, dòng tiền đang được dịch chuyển vào ngành nghề chăm sóc sức khỏe của con người và sự an toàn của con người. Và bạn biết không, tôi đang nhìn thấy một cái bức tranh 10/10 là trong vòng 2 đến 3 năm nữa chúng ta sẽ có rất nhiều bất động sản giá rẻ. Chúng ta có rất nhiều dự án giá rẻ sẽ được chào bán ra và chúng ta sẽ có cơ hội trở thành những cái triệu phú, những cái tỷ phú mới trong cái thời đại suy thoái. Bởi vì chúng ta biết tìm đúng được cái cơ hội để chúng ta đầu tư trong chính cái giai đoạn vô cùng nhạy cảm này. Và rồi chúng ta có một cái công thức chuyển giao 4 bước. Số 1 là bạn chỉ cần 4 giây để ra quyết định thôi. Hãy tin vào trực giác của mình. Hãy tin vào cái sự logic và giấy tờ pháp lý của Việt Nam mình đã cho phép ra, đã sàng lọc ra những công ty rất là hiếm hoi. Bạn sẽ phải mở mã số để có thể được kết nối trong hệ thống. Và việc mở mã số này làm hoàn toàn online, hoàn toàn miễn phí. Bạn mất 2 phút để mở mã số hoàn toàn online. Chúng ta sẽ được quản lý và thấy một cái hệ thống doanh nghiệp được quản lý vận hành online là như thế nào. Mua hàng online ngồi một chỗ kinh doanh toàn cầu là như thế nào. Công ty sẽ lo hết tất cả những cái vấn đề mà ship hàng cho chúng ta. Việc của chúng ta là gì? Nói chuyện, bốc điện thoại lên gọi. Mọi người hỏi tôi là phải làm gì, tôi bảo có mỗi 2 việc thôi. Nhắn tin và gọi điện, nhắn tin và gọi điện. Chỉ có thế thôi các bạn ạ. Chỉ nhắn tin và gọi điện, không vốn. Không cần phải có kinh nghiệm quá nhiều. Đấy. Và tất cả mọi cái hoạt động là công ty đã lo hết về khâu tổ chức vận hành, cũng chẳng cần phải lo hàng hết đắt, đơn giản là bạn trả lại cho công ty, đúng không ạ? Rồi cũng không cần phải quản lý, tại vì những cái hàng mà không dùng những cái chất bảo quản tự nhiên 100% như thế này nó yêu cầu một cái không gian bảo quản rất là khắt khe, bạn cũng chả cần phải lo về việc bảo quản hàng hóa luôn. Và Anna chưa bao giờ có thể hình dung có một cái cơ hội khởi nghiệp mà nó lại có thể thuận lợi và đơn giản hơn như thế. Tôi ước gì tôi biết đến Siri trước đây 3 năm tôi đã không mất vài tỷ để bây giờ mình phải gồng lưng lên để mà trả giá cho cái sự lựa chọn của mình các bạn ạ. Và tôi thực sự khao khát, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khao khát được chia sẻ với nhiều người như thế. Nhiều người biết đến cái cơ hội này, chúng ta sẽ làm một cái việc gì các bạn biết không ạ? Chúng ta sẽ xã hội hóa cái việc làm giàu ạ. Chúng ta đang ở một cái giai đoạn mà đất nước chúng ta là dân số vàng. Ai biết là chúng ta đang có một giai đoạn là dân số vàng, bạn giơ ngón tay cái đi ạ. Một cái đất nước cũng có một cái giai đoạn nào đó phát triển thôi ạ. Chúng ta đang phát triển về mặt dân số và chúng ta đang có những cái lượng người trong độ tuổi lao động là gọi là đẹp nhất trong một cái cuộc đời của một quốc gia các bạn ạ. Và con cháu chúng ta sẽ nghĩ gì khi mà chúng ta bây giờ chúng ta có thể xã hội hóa cái việc làm giàu để đưa cái đất nước này thành một đất nước phát triển chứ không phải là đất nước đang phát triển các bạn. Và khi mà chúng ta làm như vậy thì cháu chắt cụ kỵ, hậu duệ của chúng ta nhìn là những cái video mà chúng ta chia sẻ, nhìn vào những cái giá trị mà chúng ta trao, thì cháu chắt cụ kỵ của chúng ta, tôi tin rằng là họ rất được truyền cảm hứng. Họ biết được cái hình ảnh trước đây bà, ông, cụ kỵ của họ, của các con, các cháu đã làm như thế nào, đã nắm bắt cơ hội như thế nào. Và vì thế cho nên rằng là Anna đang có một cái cách để các bạn có thể được chuyển giao toàn bộ những cái thông tin, những cái cách làm mà đội nhóm đang áp dụng chỉ trong 3 ngày. Chỉ trong đúng 3 ngày thôi các bạn ạ. Thì Anna sẽ chuyển giao cho các bạn. Trong 3 ngày này bạn sẽ học tất cả những cái thông tin về sơ đồ trả thưởng, cách tính hoa hồng và về sản phẩm. Bạn sẽ được chuyển giao toàn bộ cái chiến lược kinh doanh mà đội nhóm đang áp dụng. Và đồng thời khi mà bạn hấp thu xong xuôi rồi đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển giao đến cái kỹ năng cho các bạn. Chúng ta sẽ có những cái buổi đào tạo trên Zoom vào tối thứ 2 và tối thứ 4 hàng tuần. Và cứ đào tạo trên Zoom từ 9 giờ đến 10 rưỡi. Tất cả mọi việc chúng ta làm online hết. Chỉ cần một cái laptop, một cái điện thoại kết nối internet, bạn có thể ngồi một chỗ và vận hành doanh nghiệp của bạn toàn cầu. Đấy gọi là xu hướng kinh doanh không sở hữu ạ. Và trong vòng 3 ngày này thì Anna cũng như những người tư vấn viên đã mời các bạn đến đây sẽ có trách nhiệm là lên một cái bộ sản phẩm, lên một cái thực đơn mà mua hàng có hóa đơn đỏ đàng hoàng gửi đến thẳng nhà của các bạn để các bạn có thể trải nghiệm được. Và các bạn đã cảm nhận được sản phẩm trong vòng chỉ 3 ngày đến 7 ngày khi mà sử dụng sản phẩm. Các bạn bắt đầu cảm nhận được cái sự thay đổi. Tại sao lại có cái hiệu quả nhanh như vậy? Thứ nhất là nguyên liệu. Thứ hai là công nghệ. Thứ ba, đó chính là cái nguyên tắc tác động của sản phẩm là đi từ thanh lọc, loại bỏ những chất gây hại ra khỏi cơ thể. Cho nên bạn có thể cảm nhận được ngay cái quá trình loại bỏ nó như thế nào. Thông qua phân này, nước tiểu này, mồ hôi này, cảm nhận cơ thể. Nữa là rồi mới bổ sung thêm năng lượng và rồi cân bằng cái gì thừa bỏ đi và cái gì thiếu bổ sung. Và bao nhiêu trong số các bạn sẽ nắm bắt và sẽ gia nhập, sẽ dấn thân mình vào cái quá trình tìm hiểu cùng với tất cả chúng tôi trong vòng 3 ngày này, bao gồm từ tìm hiểu thông tin sản phẩm đến tìm hiểu về cái tính năng, chất lượng sản phẩm, đến tìm hiểu về công dụng sản phẩm thông qua cái quá trình mà mình trải nghiệm và toàn bộ những cái quy trình mà đang được triển khai mang lại một cái mức tăng trưởng mới nhanh nhất toàn cầu sẽ được chuyển giao cho các bạn. Thì các bạn hãy giơ ngón tay cái ạ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Khi mà chúng ta ra quyết định thì số phận của chúng ta sẽ đã được định đoạt. Và Anna sẽ xin mời lên đây sự chia sẻ của hai anh chị. Hai anh chị này là hai anh chị mà Anna rất là ngưỡng mộ. Anna rất là ngưỡng mộ. Và khi mà họ đồng hành cùng Anna thì chỉ cần cái sự hiện diện của họ thôi đã tạo nên được một cái uy tín cho đội nhóm rồi. Đầu tiên Anna xin mời một người anh. Anh là chủ một doanh nghiệp về xây dựng rất là lâu năm rồi. Và anh là một người cực kỳ uy tín trong cộng đồng huấn luyện viên trong chương trình phát triển bản thân của thầy Adam Khu. Là một chương trình, là một cây đa, cây đề trong các huấn luyện viên phát triển bản thân. Và khi mà Anna chia sẻ thì anh đã nhận lời và tôi cảm thấy đấy là một cái niềm vinh dự rất lớn dành cho tôi. Và xin mời anh Kenny ạ. Mời anh Kenny phát biểu cùng với cả tất cả anh chị em đang có mặt trên Zoom ạ. Xin chào Anna. Xin chào tất cả mọi người, anh chị em có mặt trên Zoom. Dạ em chào anh Kenny. Anh Kenny có thể chia sẻ lý do tại sao mà anh lại lựa chọn Siberi không ạ? Hôm nay xin lỗi là hôm nay nghe được phải nói với Anna là một điều là hôm nay sau rất là nhiều lần mà nghe Anna chia sẻ về OPP thì ngày hôm nay vẫn là một trong những ngày mà truyền cảm hứng rất là nhiều cho Kenny. Và Kiên cũng biết rằng là mọi người cũng cảm giác là hừng hực và muốn rằng là làm sao để triển khai ngay. Và bây giờ Kiên sẽ giới thiệu bản thân một chút. Kenny tên thật là Lê Anh Kiên, đã kinh doanh về xây dựng đã trên 25 năm. Và mọi người hay gọi Kiên là Kenny. Kiên được biết tới với Siberia qua cái buổi nghe OPP giống như các bạn ngày hôm nay của Anna. Và Kiên đã sử dụng qua sản phẩm. Và cái phần sản phẩm của mình á, là Kiên bị sao nhỉ? Kiên vì làm cái ngành nghề xây dựng á, có quá nhiều cái gọi là tiêu cực, cũng như là quá nhiều cái việc mà mình cho rằng là đúng. Mình sử dụng lạm dụng quá nhiều rượu bia cho việc tiếp khách cho bản thân. Và nhiều năm tích cóp như vậy là cái hút của mình. Là mình đã bị cái hút rất là lâu, và đó là một lý do mà cũng đau lòng với mình là mình sẽ không tham gia được chạy chung với đồng đội ở những cự ly là 10 km, 21 km rồi là 48 km. Đó. Thì bây giờ là sau đấy thì bây giờ là khi mà được Anna giới thiệu về cái sản phẩm series thì Kiên đã dùng, và trong vòng các bạn biết rằng là khi mà Kiên sử dụng sản phẩm của series trong vòng có 3 tuần thì Kiên bị hút cấp. Đó, nghĩa là đi đau quá, nó tự nhiên nó đau kinh khủng luôn. Thì đi ra thì bác sĩ bảo là hút cấp. Và bác sĩ cho kiểm tra máu thì bác sĩ bảo rất là ngạc nhiên tại sao lại hút cấp mà cái chỉ số ở trong cái bệnh hút nó có một cái chỉ số ngưỡng cho cái người bình thường là 7.2, thì mà ở đây của mình là nó chỉ là 7.8 hay 7.7 thôi. Đó. Thế thì cái nó bác sĩ bảo tại sao nó trên một chút mà tại sao anh lại bị hút cấp? Mình cũng nói rằng mình sử dụng cái sản phẩm Siberi và mình kiên trì mình dùng tiếp. Sau 3 ngày là nó hết hẳn cơn đau và nó tan hẳn hết những cái chỗ đau là ngay khớp gối và khớp tay. Sau đó mình sử dụng tiếp thêm 1 tháng nữa thì và mình đã đi bộ và chạy lại điều bình thường các bạn. Tới giờ này mình có thể là chạy ngày nào mình cũng chạy là 5-6 cây bình thường, rất đơn giản, rất là nhẹ nhàng, mà mọi người cảm thấy là ủa tại sao anh có thể chạy được? Ngày xưa là khi mà có vài lần bị hút là thấy mọi người thấy chống nạn đi. Đó, và bây giờ thì mình rất là tự tin về cơ thể, về sức khỏe của mình, thì mình sử dụng rất là nhiều sản phẩm của Siberi và biết ơn Siberi, biết ơn Anna Nguyễn đã cho mình cái cơ hội này. Em cảm ơn anh Kenny rất là nhiều ạ. Và vì cũng là vì cái chất lượng sản phẩm như vậy mà anh Kenny rất là tin tưởng để có thể đồng hành cùng với Siberi. Cảm ơn anh Kenny rất nhiều ạ. Và bây giờ thì Anna xin được mời lên đây một chị là đa triệu phú rồi ạ. Chị đang ở trong cái biệt thự rất là đẹp và tổng tài sản khoảng vài trăm tỷ, vài trăm là 500-700 ấy chứ không phải là 100-200 tỷ. Có rất là nhiều bất động sản cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh. Và khi mà tôi chia sẻ với chị á, thì chị lựa chọn series. Nhiều người hỏi là chị giàu thế rồi còn làm gì nữa. Thế thì hôm nay tôi rất là muốn mời chị lên đây để chị chia sẻ là lý do tại sao mà chị giàu thế rồi mà chị còn làm series. thì mời chị Nguyễn Thị Lệ ạ. Chị Lệ chia sẻ cùng với cả các anh chị em. Xin chào Lệ, xin chào tất cả các bạn và các anh chị có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay ạ. Lệ tự giới thiệu đó là tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ và năm nay thì Lệ 39 tuổi. Và Lệ xin giới thiệu sơ về cái ngành nghề mà hiện tại mà Lệ đang làm, đó là hai vợ chồng là chủ doanh nghiệp và là về sản xuất ép cọc, rồi thiết kế thi công xây dựng nhà ở dân dụng và công nghiệp. Thì trong đó song song thì cái ngành mà làm cho Lệ giàu nhanh á, đó là ngành đầu tư bất động sản. Thì nếu mà nói về về cái sự tự do tài chính á, thì nếu nói với Lệ thì cũng được gọi là tự do tài chính. Thì thực ra cái quan điểm mà tự do tài chính với mỗi người thì nó khác nhau. Có những người thì chỉ cần 100 triệu là họ cảm thấy tự do tài chính rồi. Cũng có người thì 1 tỷ là họ sẽ cảm thấy là đã được tự do tài chính. Nhưng có một số người thì cần 10 tỷ và có một số người thì cần 100 tỷ. Nhưng mà khi mà lúc trước ấy, thì Lệ chưa bao giờ mơ thấy là mình có thể có 100 tỷ. Nhưng mà khi mà mình có hàng trăm tỷ rồi thì mình muốn là làm sao đó để biến nó thành hàng nghìn tỷ, đúng không nào? Và chính vì vậy cho nên nhiều người cứ thắc mắc là chị giàu như thế, anh chị giàu như thế, tại sao anh chị vẫn làm và làm rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, chứ không phải là một lĩnh vực đâu ạ, rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Vậy thì tại sao mà mình vẫn làm? Thực ra là để mà một số người thì họ sẽ cảm thấy là an toàn mà họ không làm nữa, họ sẽ hưởng thụ gì đó. Nhưng mà với mình á, thì là mình muốn là mình có giá trị, giống như viên kim cương ấy, mình muốn nó bản thân mình có giá trị, tức là giá trị với đối với bản thân, gia đình và cả xã hội nữa. Nếu bạn nghĩ rộng ra thì cho cả xã hội, đúng không ạ? Cho nên là tại sao mà Lệ lại đồng hành và kinh doanh cái cùng với tập đoàn Siberia của Nga này, thì Lệ cũng nói là tất nhất là bởi vì tất cả các nhu cầu của những người xung quanh của Lệ và chính bản thân Lệ và gia đình của Lệ đều có vấn đề về sức khỏe, đúng không nào? Và cũng giống như cái đợt dịch vừa rồi á, thì các bạn biết là mọi người đều quan tâm đến sức khỏe. Và khi mà Lệ cũng có mặt và được Anna chia sẻ một cái buổi như thế này, thì Lệ nhìn thấy cái giá của sản phẩm, đúng không ạ? Giá là dành cho tất cả người dân Việt Nam đều dùng được, từ nhà ít tiền cho đến nhà giàu đều dùng được. Và đặc biệt nữa là cái sơ đồ trả thưởng giống như Anna vừa nãy trình bày và các bạn đã nhìn thấy, đó là cái sơ đồ trả thưởng thì mỗi một người khi tham gia cho kinh doanh thì chỉ cần sử dụng một ít và gọi là bán một ít hoặc chia sẻ một ít là chỉ với 2,6 triệu thôi. Và bạn có lên cái vị trí thủ lĩnh quốc tế thì cũng chỉ cần như thế thôi, tức là không phải bạn cứ lên vị trí cao thì bạn cần phải tiêu thụ lượng hàng lớn, ở đây không cần điều đó. Chính vì vậy cho nên là Lệ thấy là ồ, có một cái chính sách như thế này. Nói thực chứ Lệ ít tiền thì Lệ không quan tâm, nhưng mà nếu nó rất nhiều tiền thì Lệ rất là quan tâm. Bởi vì là sao ạ? Lệ nhìn thấy rằng là Lệ là dân kinh doanh nên Lệ nhìn thấy đó là gì ạ? Mỗi cái mắt xích trong kinh doanh nó chỉ cần tiêu thụ lượng hàng tối thiểu là 2,6 triệu. Và nếu mà kinh doanh mà chỉ có 2,6 triệu thì dễ, đúng không ạ? Và Lệ phải dấn thân và Lệ làm xem nó có thực sự dễ hay không. Thì đó là bởi vì Lệ cũng là chủ doanh nghiệp và nhiều các bạn nhân viên ở trong công ty, mỗi một năm lương của các bạn ấy chỉ tăng thì 10 đến 20% thôi. Lương của các bạn nó có giỏi cỡ nào cũng không thể tăng được gấp 5 lần hoặc gấp 10 lần được, chắc chắn là không thể tăng được, đúng không ạ? Nhưng mà với cái công việc hợp tác cùng CVD này thì sẽ gì tăng theo cái khả năng của bạn. Bạn chăm chỉ, ở đây nó có công thức sẵn rồi, chỉ có việc của bạn là gì? Bạn chăm chỉ kết nối, gọi điện và kết nối, đơn giản vậy thôi. Và khi mà ở đây thì có hệ thống đào tạo hết rồi. Chính vì vậy cho nên là Lệ là người dẫn chân trải nghiệm vào cái hành trình này, thì Lệ đã vào đây là kinh doanh được 6 tháng. Và trong hệ thống của Lệ đã rất nhiều bạn có cái thu nhập 10, 20, 30 triệu. Trong đó có Lệ luôn, đúng không? Từ Lệ trở xuống nhé. Cho nên là Lệ thấy là vậy là ở đây á, các bạn có thể kiếm được tiền theo cái khả năng của mỗi bạn, đúng không nào? Nếu mà đi làm công ăn lương mà để tăng lên lương gấp 5 lần là không thể. Nhưng mà sau 1 năm bạn tham gia ở đây, lương của tiền của bạn là 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu. Đó là khả năng của bạn. Chính vì vậy cho nên là Lệ dẫn thân vào đây để làm gì ạ? Để Lệ làm và lại biết được cái cách là làm thế nào để mà có cái thu nhập đó một cách giống như Anna nói là 2 năm là bạn có thể đi hết sơ đồ trả thưởng, tức là bạn có cái thu nhập đó là khoảng 600 triệu và sau đó thì nó có thể lên rằng 1 tỷ, 2 tỷ hoặc rất nhiều tỷ. Đó là gì? Bởi vì cái sơ đồ này nó gọi là không có bị cắt cái chỗ nào hết. Chiều ngang bao la, chiều sâu mênh mông luôn. Chính vì vậy mà đặc biệt nữa lại rất là thích đó là thị trường châu Á thì đất nước Việt Nam là đất nước đầu tiên. Đấy, chưa kinh doanh cái ngành nào bao giờ nhưng mà rất là hứng thú, bởi vì là rất là nhiều người có thể làm được. Mình muốn là hàng triệu người dân Việt Nam đều có những cái thu nhập hàng trăm triệu mỗi một tháng và được bảo vệ sức khỏe. Đó là cái mà mình muốn làm, đúng không ạ? Đó là cái mà lại muốn làm, và khi mà bạn có thật nhiều tiền thì bạn có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn, đúng không ạ? Và ở đây thì có đội nhóm, Lệ rất là thích cái sự gắn kết của đội nhóm, đó là bạn được học tập phát triển bản thân mỗi ngày. Ví dụ như ai đó mà bạn bè của Lệ, nếu gặp Lệ 5 năm trước sẽ khác với bây giờ hoàn toàn, hoặc là gặp 6 tháng trước và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Đó là gì ạ? Bạn ở đây bạn được học tập, bạn được phát triển về tư duy. Nếu muốn kinh doanh giỏi thì bạn gì phải học tập và phát triển bản thân và có tư duy tốt thì bạn mới nắm bắt được cơ hội nhanh. Cảm ơn chị Lệ rất là nhiều ạ. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chị Lệ rất là nhiều. Và mình thấy đấy ạ, nếu như mà ở đây chúng ta vừa nãy chúng ta xem những cái bức tranh là có rất là nhiều nông dân này, lớp 3 này, lớp 8 đều có thể làm được. Và bây giờ hôm nay chúng ta gặp đây, chúng gặp thêm những chủ doanh nghiệp và thậm chí là những người mà đã tự do tài chính rồi, họ vẫn còn làm vì nhiều những cái giá trị khác nhau. Thì Anna có một cái niềm tin chắc chắn là nếu như các anh chị em mình dấn thân, mình tìm hiểu để rồi mình kinh doanh thì chúng ta cũng đến lượt chúng ta, tức là đến lượt mình cũng sẽ đạt được những cái điều như vậy. Và bây giờ thì có bạn nào, có anh chị em nào mình có câu hỏi không ạ? Để Anna có thể giải đáp câu hỏi của các bạn ạ. Nếu mình có câu hỏi thì mình cứ bật mic để mình đặt câu hỏi ạ. Trong lúc chờ người bật mic thì Anna cũng xin giới thiệu một chút. Vào lúc 21 giờ, tức là còn khoảng hơn 20 phút nữa, thì đội nhóm sẽ có một cái buổi đào tạo định kỳ hàng tuần vào tối thứ Hai và tối thứ Tư. Nếu mà anh chị em muốn kiểm tra xem là văn hóa của đội nhóm thế nào, đội nhóm sẽ đào tạo cho mình những cái gì, thì mình có thể vào ngay cái buổi đào tạo vào tối ngày hôm nay. Và rồi một lần nữa, Anna rất là mong muốn rằng sẽ gặp lại các bạn trong cái đội nhóm. Anna có một cái niềm tin rằng là với những cái chiến lược mà mình đã xây dựng ra, với cái hệ thống mà mình đã xây dựng ra, thì khi mà mình chuyển giao cho các bạn thì nhất định các bạn sẽ có những cái thu nhập 10 triệu, 20 triệu, 40 triệu, 50 triệu trong vòng từ 6 cho đến 12 tháng. Và sau đó, đối với những bạn giỏi hơn thì trong vòng 1 năm bạn có thể có cái mức thu nhập là 100 rồi 200 triệu. Thậm chí như Anna là sau 1 năm là Anna có một cái mục tiêu là thu nhập của Anna 500 triệu cơ. Các bạn hãy vào đội nhóm để các bạn có biết xem là liệu cái đấy nó có đúng là sự thật không, hay đó chỉ là toàn là màu hồng. Và đương nhiên chúng ta là dân tộc thiểu số. Nếu một khi bạn đã kinh doanh thì bạn thuộc về nhóm người 10%, và chúng ta là những người thiểu số thuộc nhóm số ít, cho nên là bạn sẽ thấy rằng là ngoài kia sẽ có vài người ta nói là ôi dồi ôi, khó thế, với cả nói thế mà không phải là thế. Thế thì cơ hội là như vậy. Mọi người khi mà nhìn thấy một cơ hội thì sẽ có những quyết định khác nhau. Có người quyết định dấn thân và có người thì đang còn chần chừ. Và Anna gửi một cái năng lượng, tình yêu thương và sự biết ơn khi mà Anna đã có thể có được cái cơ hội series, và Anna muốn chuyển cái đấy đến cho tất cả các bạn. Anna có một cái sự tin tưởng tuyệt đối rằng là chỉ cần các bạn nắm bắt cơ hội này thôi thì tất cả cuộc sống của chúng ta và những người tin tưởng đi theo chúng ta sẽ bước sang một trang mới. Xin cảm ơn tất cả các bạn bởi vì đã dành thời gian cho cái buổi Zoom ngày hôm nay. Hãy liên lạc ngay với cái người bạn mời bạn đến đây để có thể mở mã số trong vòng 2 phút và sau đó chính thức trở thành tư vấn viên và rồi tham gia vào cái quá trình mà tìm hiểu và đào tạo và cũng như là trải nghiệm cả sản phẩm trong vòng 3 ngày của chúng tôi. Và đồng thời tất cả các anh chị em nào mà cảm thấy có hứng thú với đội nhóm thì chúng ta hãy có mặt quay trở lại vào Zoom ID này vào lúc 21 giờ. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 21 giờ.